2 2961, hạch tông của tầng 9. Giờ phút này, lực lượng trong thi thể chủ nhân quy tắc đã bị hấp thu hơn phần nửa. Tô Vũ không buông tha mà tiếp tục hấp thu. Ma ảnh điên cuồng thôi phệ, tốc độ nhanh hơn trước đó rất nhiều. Khi tức lại lần nữa bắt đầu mạnh lên, thi thể càng ngày càng yếu ớt, lực lượng bị thôn phệ bảy thành, tám thành âm. Khi tức của ma ảnh lại biến đổi, đại chu vương nhíu mày, nhìn thoáng qua tinh hồng. Tinh hồng bị y nhìn thế thì bất mãn truyền âm, nhìn ta làm gì, nhiều nhất là hợp đạo tứ đẳng mà thôi. Rất nhanh là ta có thể tới tam đẳng bất quá ma ảnh này có khả năng đánh thiên diệt, thật đáng sợ đây chỉ là một trang, Tô Vũ còn muốn chế tạo ra vạn trang, không dám nghĩ thế nữa. Đương nhiên, các trang khác không có hy vọng cường đại như vậy, dù sao đây chính là thôn phệ chủ nhân quy tắc, dù chỉ là một tôn chủ nhân quy tắc đã chết từ rất lâu, thi thể mờ dân rồi bắt đầu tiêu tán, đợi đến khi lực lượng cuối cùng bị thôn phệ, thi thể đã hoàn toàn biến mất, mà ma ảnh đã trở nên vô cùng cường đại, hợp đạo tam đẳng. Tô Vũ khẽ nhíu mày, rất nhanh lông mày đã giãn ra, dù sao cũng là chủ nhân quy tắc đã chết. Lực lượng đại đạo thì đứt đoạn nên chỉ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng một tôn hư ảnh ma đạo vừa bước vào tam đẳng tạm được không tính, là quá kém, mà giờ khắc này, toàn bộ văn minh trí đều bị ma khí tung hoành, bất quá. Ma khí lan tràn tới bìa sách liền bị đại đạo đỏ danh đúc thành bìa hấp thu, đen trắng luân chuyển, vô cùng thần bí, ma khí bị áp chế triệt để. Chúc mừng Vũ Hoàng, Đại Chu Vương lên tiếng, Đinh khí chứng đạo của Tô Vũ đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Tô Vũ cười khẽ, chỉ là hoàn thành một phần vạn rèn đúc mà thôi. Thứ đồ chơi này càng ngày càng tiêu hao tài nguyên, ta cũng không biết có thể dưỡng thành không nữa. Tô Vũ lắc đầu. Thôi được rồi, không tới hợp đạo cũng chẳng sao. Kỳ thật chỉ cần giả lập đại đạo hiện ra liền có thể thử hợp vạn đạo để mở đạo. Tô Vũ rút lời bành cười nói, tân chính có vẻ như cũng không có gì. Các vị quét dọn chiến trường một chút, nơi đây cứ để nhạc phương chấn thủ đi chúng ta đi xuống dưới xem thử hắn rất quen thuộc với tầng 8, đến tầng 8 hắn sẽ có thể tùy tiện muốn đi đâu thì đi. Đám người nhao nhao gật đầu, Hỏa Vân Hầu thì không nữa. Thế nhưng y cũng không có cách nào, ở lại đây suốt ngày nhìn thi thể Nhạc Phương thì cũng chỉ tăng thêm bi thương, rất nhanh, cả đám bắt đầu quét dọn chiến trường, một số binh khí không trọn vẹn, một vài huyết dịch còn vương đều là mục tiêu thu thập của bọn họ, bao gồm cả những bảo vật vốn là của cung nhân hoàng cũng bị cầm đi, chúng có thể coi như vật vánh chịu mà dùng. Tô Vũ tính toán thời gian một chút, cách thời điểm hắn rời khỏi đạo nguyên chi địa đã sắp qua hai ngày rồi cũng không biết hiện tại tình hình trên thượng giới thế nào mấy người hạ long võ còn đang ở trên thượng giới hắn phải mau chóng quay lại đó đón bọn họ mới được tầng chính tinh vũ phủ đệ đem đến thu hoạch không nhỏ bất quá tô vũ nhìn lướt qua cửa vào trên đỉnh đầu nhà phương có lẽ đó mới là hạch tâm của tầng chín có lẽ nhân hoàng đã tiến vào thời không trường hạt từ đó một đường đi ngược dòng nước mà giết nếu mình tiến vào bên trong rồi cũng đi ngược dòng nước phải chăng có thể tìm ra được nhân hoàng nhân hoàng ở đây vậy thì văn vương đang ở đâu từng suy nghĩ lấp lóe trong đầu tô vũ nhất định phải nhanh chóng bình định và giới nếu không chờ khi những tên kia giết trở lại chẳng biết nhân hoàng bọn họ còn sống hay không lỡ như vạn tộc đại thắng mấy tôn chủ nhân quy tắc đỉnh cấp trở về thì khi đó không dễ xử lý chút nào trong lúc tô vũ thu hoạch cơ duyên tại tinh vũ phủ định ở thượng giới đạo nguyên trì địa sau một ngày chờ đợi ma thiên tôn cùng nguyệt thiên tôn đã không chịu nổi thêm nữa lực xung kích trong trường hà rất lớn cho dù là bọn họ thì ở bên trong chờ đợi một ngày kỳ thật cũng phải tiêu hao rất lớn thế nên họ không thể không rời đi về phần tô vũ chết hay chưa thì bọn hắn đều không rõ ràng cường giả ở thượng giới vẫn lạc sẽ không có dị tượng chỗ có dị tượng đều là vì tử vong trong nháy mắt đại đạo đứt đoạn quy tắc chỉ lực nổ tung gây ra nếu chết tại địa phương khác trừ phi đồng tộc đồng đạo nếu không sẽ chẳng thể nào nhận ra được theo bọn họ nghĩ tô vũ là cường giả hỗn độn tộc vậy thì tô vũ chết hay chưa sợ là cũng chỉ có cường giả đồng đạo của hỗn độn nhất mạch mới có thể biết ma thiên tôn và người thiên tôn không xác định được tô vũ còn sống hay đã chết theo lẽ thường mà nói thì hẳn là phải chết không cần nghi ngờ bất quá nếu đối phương thật sự đã mở thiên môn loại tuyệt thế yêu miệt như vậy có đôi khi số mệnh rất lớn rất khó giết bất quá lúc này bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác hai người rời khỏi thời không trường hà một cái chớp mắt bên cạnh nhiều thêm mấy thân ảnh minh thiên tôn đến từ dòng sông lớn hoa thiên tôn chôn ở trong đất Hoang Thiên Tôn ngủ say ở Phong ấn Sơn cũng là một vị cường giả cấp Thiên Tôn, cộng thêm hai người, trọn vẹn năm vị cường giả cấp Thiên Tôn. Ma Thiên Tôn đi ra, hơi nhíu mày, trên đại thể ông ta đã biết tình huống, hắn chạy trốn rồi a. À, Hoang Thiên Tôn mới tỉnh từ trong đất sâu, bộ dáng không giận tự uy, khẽ gật đầu, chạy rồi. Dù sao cũng là bát chiến, dù còn một đạo Phong ấn chưa giải trừ thì cũng không phải kẻ có thể tùy tiện chém giết. Lão lại nói không giao ra cái giá đắt thì trong thời gian ngắn sợ là không có cách nào xuất thủ. Điều duy nhất hắn ta có thể làm chính là giải khai đạo phong ấn cuối cùng nói đến đây. Hoang Thiên Tôn lại hỏi, phong ấn không đơn giản. Hỗn độ nhất mạch có phải chính là ngục vương nhất mạch không? Lão nhìn về phía những người khác, không xác định lắm. Nam xưa nữ nhân kia phong ấn bách chiến, ta nhìn thủ pháp đó rất có khả năng chính là thuật phong ấn của ngục vương. Bách chiến nhiều năm như vậy đều không thể giải thoát. Bây giờ lại xuất hiện hỗn độ nhất tộc hai chuyện này liệu có liên hệ với nhau? lão cảm giác có phân giống với phong cách của mục phương năm nào thuật phong ấn cực mạnh điển này từ việc mục phương phong ấn đại đạo của nhị nguyện liên có thể thấy rõ đại đạo đều bị phong ấn không cách nào hiện ra không cách nào tu luyện chương 2962, lưu truyền tin tức minh thiên tôn cảm khái bất kể có phải hay không thì nhất mạch bọn họ đều rất đáng sợ con chuyện bách chiến đào tàu khoái miệng của lão hơi cong lên cười lạnh trốn thì cứ trốn đi bách chiến có tính cách dễ kích động lại bị phong ấn nhiều năm nếu hắn đi tìm hỗn độ nhất mạch tính sổ lại càng tốt nếu hắn không đi tìm đối phương tính sổ với tính cách của bách chiến thì khả năng cao là sẽ hội tụ tất cả lực lượng của nhân tộc tập trung đến cùng một chỗ thế lại càng tốt hơn một mẻ hốt vọn cũng miễn cho dự tình sáu ngàn năm trước tái diễn bách chiến chạy trốn cũng chẳng sao hắn đi tìm hỗn độ sơn gây phiền phức là chuyện tốt nhất nếu không thì hiện tại bách chiến không địch lại bọn họ đại khai sẽ đi thu nạp bộ hạ cũ đám định quân hầu đều đã theo tên hỗn độn tộc kia hiện tại có lẽ đã chết vậy chỉ bách chiến sẽ đi tìm một nhóm minh hữu hoặc là dứt khoát chờ đợi thượng giới mở ra đi thu nạp nhân tộc hạ giới mặc dù nhân tộc hạ giới chưa chắc đã có được bao nhiêu cường giả nhưng những người này biết hồng mông đã kết minh với nhân tộc hạ giới tốt nhất là bách chiến moi móc hết chỗ có át chủ bài chỗ có nội tình của nhân tộc ra họ sẽ dễ dàng một mẻ hốt gọn miễn cho lại giống sáu ngàn năm trước nhân tộc chạy loạn khắp nơi giết mãi không hết bất quá người thiên tôn vẫn nhắc nhớ thực lực của bách chiến rất mạnh vẫn cần phải cẩn thận một chút minh thiên tôn thản nhiên đáp đó là chuyện sáu ngàn năm trước rồi mấy người binh quật đều đã chết bây giờ một cây chẳng chống vững nhà trông cậy vào một mình bách chiến thì có thể làm gì ma thiên tôn khẽ cười hỏi nếu hắn liên thủ với hỗn độn sơn thì sao lời này vừa nói ra đám người liếc nhìn nhau bỗng nhiên đều cười đó mới là chuyện đáng mừng nhất dù là người thiên tôn hay lạnh mặt cũng không khỏi bật cười nếu hắn liên thủ với hỗn độn sơn thì lại càng đáng ăn mừng hơn bách chiến gia nhập hỗn độn sơn hỗn độn sơn vốn ẩn tàng sẽ che giấu không được nữa bách chiến là kẻ có tính cách vội vàng dễ kích động lại quay làm lãnh tụ lúc đó thì hỗn độn sơn sẽ do người nào định đoạt nếu hắn định đoạt vậy thì chúng ta không sợ cái gì nếu lời của hắn không được tính với tính cách đó liệu hắn có thể cúi đầu xương thần làm tướng cho hỗn độ tộc được không nhắc đến hỗn độ tộc ma thiên tôn lại thấy hơi đau đầu hỗn độn sơn nhất mạch này có lẽ còn đáng sợ hơn so với chúng ta tưởng tượng Năm đó chúng ta từng suy đoán khả năng là còn có một số người lén lút âm thầm, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hôm nay các ngươi đều thấy rồi đó, trận chiến vừa rồi có tổng cộng 8 tôn thiên vương đã bị giết, mà đối phương chỉ bỏ ra cái giá là một vị thiên vương vẫn lạc. Đương nhiên, hai vị thiên vương khác của chúng có lẽ cũng đã chết, nhưng dù là như thế thì 8 so với 3 cũng là thu thiệt rất lớn. Bất quá nếu vị kia thật sự mở thiên môn thì lại là chuyện khác. Có khi họ cũng không tính là thua thiệt. Nói đến đây, Minh Thiên Tôn bèn hỏi, mấy tên kia đâu? Ma Thiên Tôn lắc đầu, xông vào điểm cuối của cự lãng chi địa rồi. Ta cùng Nguyệt Thiên Tôn trong giữ một ngày, chúng ta cũng không chịu nổi sóng lớn đánh sâu vào. Đối phương thì vẫn vô tung vô ảnh vậy thì chết chắc Minh Thiên Tôn đưa ra lời khẳng định. Nguyệt Thiên Tôn không chắc chắn lắm, hẽ đáp, cũng chưa chắc. Điểm cuối của cự lãng chi địa rốt cuộc là cái gì thì ai cũng không rõ ràng. Ta đã từng hoài nghi hẳn là nó có liên hệ với thời không trường hà hoặc là có chỗ đặc thù gì đó, hay dứt khoát là thời không trường hà hạ giới. Tóm lại, không thấy được thi thể thì không xác định được đối phương đã chết hay chưa nghe vậy mọi người như có điều suy nghĩ rất nhanh hoang thiên tôn mang theo từng đợt quy tắc dao động lên tiếng được rồi những người kia đã bị ép vào điểm cuối của cự lãng chi địa thì cứ coi như bọn chúng không tồn tại đi lãng nói tiếp ta ở phong ấn sơn đã thử cảm ứng một phen đối phương đã chết một vị chuẩn vương tên là từ yên hỗn độn nhất mạch rốt cục mạnh đến mức nào thì trước mắt khó xác định nhưng ít nhất chúng cũng không địch nổi chúng ta nếu không thì đã sớm rời núi sau đấy lão lại nặng nề nói bất quá thực lực không kém cũng là sự thật và tộc nghị hội sẽ mau chóng triển khai chuyện đối phó với hỗn độn sơ nhất định phải mau chóng quyết định nếu không lòng người sẽ bàng hoàng lần này tổn thất quá lớn cũng không dễ bàn giao với các tộc mấy tộc chúng ta vẫn lạc tám vị chuẩn vương đối phương vẫn lạc ba vị cộng thêm nhiều vị hợp đạo nói ra thì đối phương cũng tổn thất không nhỏ Hoa thiên tôn nói đến đây xem như tạm thời chấm dứt cho lần tập kích này rất nhanh lão lại nói mặt khác phải chú ý một chuyện Quy tắc đại đạo sau này có khả năng đã tồn tại một vài vấn đề nghe thế, bọn họ đều quay sang nhìn lão, Hoang Thiên Tôn phân tích, các ngươi cũng cảm ứng được ở một khắc cuối cùng, khí tức của mấy người kia đã tụt giảm lợi hại, thậm chí lực lượng đại đạo còn trực tiếp tiêu tán giọng của lão rất nặng nề. Trước đó chúng ta cũng từng cho xét, giai đoạn hậu kỳ, những người hoán đoạn sẽ hơi có phần phù phiếm, nhưng trước kia cảm thấy vấn đề không quá lớn, và lại có thể giúp cho mọi người nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng hiện tại xem ra là chúng ta đã quá khinh thường viền phúc trong nó hỗn độn nhất mạch có lẽ có phương pháp đối phó nếu là như vậy thì lại càng phải tiêu diệt đối phương bằng không cư giả hoán đạo của các tộc đâu chỉ có một hai người tất cả mọi y đều ngưng trọng đúng là cần phải coi trọng vấn đề ngụy đạo bọn họ đích xác đều cảm ứng được nếu hỗn độn nhất mạch thật sự có thể nhắm vào mấy cường giả đổi đạo vậy thì hỗn độn nhất mạch nhất định phải bị tận diệt các tộc đều có không ít cường giả ngụy đạo có một số vị thực lực cực mạnh cường giả cấp chuẩn vương tăng nhiều cũng là nhờ những quy tắc đại đạo đó nếu bị nhằng vào thì tối thiểu phải có tới 1 phần 3 hợp đạo cảnh không cách nào phát huy ra chiến lực, đó mới là tổn thất vô cùng to lớn. Ma Thiên Tôn nói, đây là việc nên coi trọng mà xử lý, mặt khác cũng cần cẩn thận với Tam Nguyệt và Thiên Mệnh, Thiên Mệnh còn nữa, tiên chiêu trước y chưa từng liên quan gì tới bắt chiến, nhưng Tam Nguyệt thì khác, trước đó ta thấy khí tức của lão định đuổi đến bên này, sợ là có lòng muốn cứu viện, may mà cuối cùng cũng không làm ra chuyện gì khác thường ánh mắt mấy người đều nhìn về phía nơi xa, ở đó có một ngọn núi, chính là nơi tam nguyệt cư ngụ hồn thiên tôn đề nghị bắt chiến chạy rồi không bằng chúng ta liên thủ chém giết tam nguyệt trước đi miễn cho lão lại có tâm tư khác ma thiên tôn gạt đi tam nguyệt mặt khờ tâm đen không dễ giết như vậy đâu nếu thật muốn giết lão thì cũng không phải là không thể giết thế nhưng chúng ta còn chưa tra xét rõ ràng nội tình hỗn độ nhất tộc bây giờ nếu giao thủ với tam nguyệt ai đó trong chúng ta vẫn lạc thì ngược lại sẽ hời cho đám tàn dư nhân tộc kia tam nguyệt nguyện ý giúp nhân tộc nhưng chưa hẳn nguyện ý giúp hỗn độ tộc dù sao năm đó bách chiến bị phong ấn có liên quan đến nhất mạch này hơn nữa còn có một điểm nội tình của nhân tộc hao tổn sạch sẽ cũng là do nhất mạch bọn chúng gây ra nói đến đây ma thiên tôn khẽ cười một tiếng truyền bá tin tức này ra ngoài nói rõ hết ân oán giữa bách chiến cùng nguyệt la chân tướng vì sao nhân tộc hủy diệt năm đó vì duy trì uy nghiêm các tộc nên chúng ta mới tạm phong tỏa tin tức hiện giờ bách chiến đã chạy trốn vậy thì cứ truyền ra ngoài đi ta cũng muốn xem xem nếu vạn tộc và nhân tộc đều biết hỗn độ nhất mạch chính là cây cầm đầu tạo thành việc nội tình nhân tộc hao tổn sạch sẽ bách chiến liệu có còn mặt mũi liên thủ với đối phương nữa không một khi liên thủ ta cũng không tin tất cả nhân tộc đều là cây e nhát không một ai đám phản kháng bọn chúng mà xảy ra nội chiến thì không còn gì tốt hơn bách chiến tin nhầm phản đầu giết chết nhân tâm dẫn đến nhân tộc tan tác ta cũng muốn nhìn xem nhân tộc còn dám tiếp tục trung thành làm việc vì hắn nữa không ma thiên tôn cười khẽ đám minh hữu của nhân tộc kể cả tam nguyệt còn dám lựa chọn bách chiến sao bại một lần bèn chôn vùi hầu hết nội tình của nhân tộc nếu như lại bại thêm một lần nữa thì nhân tộc còn có bao nhiêu vốn liếng cho hắn đám người liếc nhìn nhau đều lộ ra ý cười giết người diệt tâm lan truyền tin tức đi khiến cho toàn bộ thượng giới và hạ giới đều biết nhân tộc chẳng lẽ không có tên nào xương cứng hay sao nếu có thì hỗn độn sơ nhất mạch và nhân tộc sẽ đều phải nuốt trái đắng dù cho hiện tại thực lực nhân tộc không mạnh nhưng mà ai biết còn có nội tình gì hay không chỉ riêng đạo nguyên chi địa đây ai dám cam đoan nhân tộc sẽ không có cường giả nào ngủ say trước đó nhân tộc hạ giới có thể giết đám vẫn tinh hầu không nói những cái khác nhưng khẳng định là vẫn còn có một ít hợp đạo bao gồm cả bọn gia hỏa bánh nhân đậu hay hồng mông nhưng bọn chúng dám lên thủ với bát chiến không phải mấy người gật đầu việc này cứ làm như thế đi bát chiến chạy trốn vậy thì lan truyền hết thảy tin tức về hắn cũng như về nguyện la kẻ vây ra hỗn loạn của nhân tộc ở triều tịch trước nếu bách chiến không giải phong không bỏ trốn thì có nói ra ngoài hay không đều chẳng cần thiết dù sao người đều đã bị phong ấn rất nhiều cây đều cho là hắn chết rồi chuyên ra ngoài chỉ tổ khiến nhân tộc dễ xuất hiện một vị nhân chủ cứu thế mới mà thôi chương 2963 tin tưởng Vũ Hoàng được mấy vị thiên tôn cho phép rất nhanh tin tức đã truyền khắp thượng giới hỗn độn nhất tộc chính thức nổi lên mặt nước tam đại chuẩn vương và nhiều vị hợp đạo đỉnh cấp tiến vào đạo nguyên tri địa giải phong cho bắt chiến đôi bên chết người một vị chuẩn vương số lượng hợp đạo vượt qua hai bàn tay toàn bộ cường giả giải phong cho bách chiến đều đã ngã xuống mà những bí mật không muốn lộ ra trong trận chiến sáu ngàn năm trước cũng đã truyền đi năm đó bách chiến tín nhiệm nguyệt la của hỗn độ nhất tộc cuối cùng tiêu diệt nhân tâm bị nguyệt la phản bội phong ấn trong thời không trừ hà dẫn đến nhân tộc và minh hữu của nhân tộc đã chết hơn trăm vị hợp đạo bây giờ hỗn độ nhất tộc giải phong cho bách chiến chỉ là vì để bách chiến xuất lĩnh những nhân tộc còn lại tiếp tục trở thành quân cờ của bọn chúng làm tiên phong cho chúng vạn tộc vì để kích thích bắt chiến thậm chí còn có truyền ngôn rằng bắt chiến chưa hết sắc tâm dù là bởi vì chính hắn và nguyệt la nên mới dẫn đến nhân tộc tan tác nhưng lần này bắt chiến đào tộc có lẽ sẽ còn hợp tác với nguyệt la vì niềm vui đọ sức với nguyệt la mà không tức khiến nhân tộc tắm máu thêm một lần nữa cam tâm làm tiên phong cho hỗn độn nhất tộc những tin tức này vừa truyền ra dù là một số cường giả vạn tộc thì cũng tỏ về xem thường bắt chiến ăn một lần thua thịt còn chưa đủ chẳng lẽ thoát đi rồi còn phải tới thông đồng với nguyệt la lại bán nhân tộc thêm một lần nữa nhất thời tin tức lưu truyền sục sôi cả chư thiên đều đang nghị luận việc này chuyện của bách chiến và hỗn độ nhất tộc thậm chí còn đè xuống hầu hết tin tức về việc rất nhiều chuẩn vương vẫn lạc về phần bách chiến đã đào tẩu bây giờ không còn là triều tịch trước bách chiến một cây chẳng chống vững nhà cộng thêm năm xưa bách chiến bị phong ấn thần thoại cũng bị đánh vỡ bây giờ vạn tộc ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi đối với hắn ta nữa đào tẩu thì cứ đào tẩu thôi cộng với lời đồn đại bách chiến đã chôn vui nội tình nhân tộc giết sạch nhân tâm tự nhiên sẽ khiến người ta nhìn xuống ba phần đâu còn có quá nhiều lòng kính sợ như xưa thực thiết tộc ngay khi tin tức truyền tới sắc mặt cự trúc hầu thay đổi trong toàn bộ đại điện mấy tôn hợp đạo đều biến sắc chết rồi ư bọn họ nhao nhao nhìn về phía cửu nguyệt cửu nguyệt thì không quá để ý lắc đầu vạt đi khẳng định chỉ là lời đồn chưa bàn đến thực lực của vũ hoàng hắn có rất nhiều thủ đoạn thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều tới giã người sao có thể tùy tiện vẫn lạc được cửu nguyệt ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm nếu hắn bỏ mạng thì cũng nên có động tĩnh ví dụ như quy tắc chỉ lực nổ tung hiện tại không có động tĩnh gì mà chỉ nói là táng thân tại thời không trường hà vậy thì ta càng không tin vũ hoàng mở thiên môn hắn có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách của thời không trường hà y khác chết tại thời không trường hà thì ta còn tin vũ hoàng tuyệt đối không có khả năng lui một vạn bước mà nói nếu như không có cách nào đào tẩu với tính cách của vũ hoàng thì chắc chắn sẽ quyết tử với kẻ địch một trận cường giả đuổi giết hắn chắc chắn cũng sẽ bị giết dù là đồng quy vô tận Cửu nguyệt hoàn toàn không coi tin tức kia là thật Lời đồn mà thôi, với tính cách của Tô Vũ, nếu hắn thật sự đã không còn đường lui thì dù hắn có tự bạo cũng phải cán xuống một miếng thịt của kẻ địch, không có khả năng lại yên lặng, không nhất nổi chút bọt nước nào giống như bay hờ, Cử Trúc hầu như có điều suy nghĩ, nhìn về phía y, ngươi tin tưởng hắn vậy à? Cử Nguyệt lắc đông. không phải ta tùy tiện tin tưởng hắn, là do các lão tổ chỉ tin tưởng tất cả những gì từng chứng kiến. Lúc trước thực thiết nhất tộc ta cũng không tin hắn có thể thắng. Lục Nguyệt lão tổ ra tay giúp hắn cũng chỉ là bởi vì tình nghĩa đồng minh, cộng với việc hắn đã học xong thực thiết 72 đúc, hết thảy mọi chuyện về sau thì tộc ta đều không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế trước đó. Cứ thúc lão tổ liệu tin nổi Vũ Hoàng có thể giết tám tôn thiên vương không, ngay cả Từ Yên đã chết kia kỳ thật cũng là địch nhân. Thật ra tổng cộng phải là chín tôn, đến bây giờ, vạn tộc đều mơ mơ màng màng, ngớ ngẩn mà muốn nhằm vào hỗn độ nhất mạch cửu người cười ha hà nói, đã như vậy thì còn phải lo lắng cái gì, mấy vị lão tổ yên tâm đi. Nếu Vũ Hoàng không sao thì có lẽ rất nhanh sẽ đến Trúc Sơn thôi, nhưng tộc còn không ít người đang ở thượng giới vũ hoàng sẽ không bỏ rơi họ đâu cự trúc hầu im lặng không đáp bên cạnh cửu nguyệt viên nguyệt lại lo lắng hỏi cửu nguyệt nghe nói bách chiến vương cũng đã giải phong nếu bách chiến vương đến tìm thực thiết nhất tộc thì chúng ta nên xử lý như thế nào cửu nguyệt cười nói đen rượu ngon thức ăn ngon ra chiều đãi sau đó cao tri vũ hoàng để vũ hoàng quyết định trước hết cứ hồ theo không nên đối địch cùng bách chiến nhưng cũng không cần phải làm bạn về phần liên minh thì đó lại càng không cần để ý tới cửa trúc hầu khẽ cười Ý là muốn lừa vặt hắn. Đương nhiên, Cửu Nguyệt thản nhiên đáp, chưa nói tới chuyện hắn và Ngục Vương nhất mạch thật sự không minh bạch, dù hắn và Ngục Vương nhất mạch không có bất kỳ quan hệ gì mấy vị lão tổ hẳn đều biết nên lựa chọn như thế nào giữa Bách Chiến và Vũ Hoàng, mà trong tin tức cũng đã nói. Có khả năng Vũ Hoàng đã bước vào Thiên Vương cảnh, nếu là thật thì còn cần quản Bách Chiến làm gì, tộc ta liên minh với nhân tộc không phải là để ngu xuẩn chịu chết, Cửu Nguyệt chậm rãi phân tích, tộc ta và nhân tộc liên minh đến nay, Vũ Hoàng chỉ mang tới chỗ tốt trong khi bách chiến còn nợ mạng của gia gia ta còn nữa mục phương nhất mạch đã giết lão tổ của chúng ta đó càng là thù sâu như biển hà có thể hợp tác với bách chiến gia gia y cũng chính là thất nguyệt vị này từng đi viện trợ bách chiến nhưng lại ngã xuống chỉ sau 3 ngày hiển nhiên y vẫn còn nhớ kỹ tướng Bật lên tiếng đúng thế không nên liên thủ với bách chiến lời cử nguyệt nói không sai cứ hùa theo đi nếu hắn thật sự tới thì cũng không cần tỏ vẻ cam thù lắm gì dù sao thực lực của bách chiến cũng quá cường đại mấy vị thực thiết thú rất nhanh đều đạt thành nhất trí về phần tô vũ đã chết hay chưa cứ chờ xem vậy cử nguyệt tin chắc rằng hắn còn sống mấy vị cự trúc hầu suy nghĩ một chút quả thực khả năng này không nhỏ chưa kể vị nhân chủ ấy còn là kẻ ngoan tâm tơ hắn đi giết ba tên hợp đạo hắn lại đi giết tám vị thiên vương đối với kẻ ra tay tàn nhẫn như vậy mà lại tùy tiện cho rằng hắn đã chết thì quả là ngu ngốc chương hai bị dài bay cả chư thiên đều đang nghị luận về sự tình bách chiến nguyệt la cũng như trận chiến ở đạo nguyên Chi địa mà nơi xem như trung tâm của chủ đề hỗn độn nhất tộc mục phương nhất mạch giờ phút này cũng đang rất phẫn nộ sâu trong hỗn độn sơn ở một sơn cốc bên trong vùng bình nguyên rộng lớn nơi đây tựa như một vùng đất mới bây giờ trong đại điện cổ truyền ra một loạt tiếng quát giận dữ phế vật một đám rác rưởi đáng chết tại sao lại thế tử yên chết rồi sao nàng ta lại lên đây được đã đi lên thì tại sao không liên hệ với chúng ta tiên đồn nói từ yên giải phong cho bắt chiến nhưng hai vị trần vương khác từ đâu ra tiếng ngầm gừ không ngừng Một phương nhất mạch mặc dù ở thượng giới cực kỳ điệu thấp nhưng cũng không phải là một chút tin tức đều không thu được nếu không thì cũng sẽ chẳng biết được chuyện lần trước long tộc bị tập kích giờ phút này vị cường giả được xưng là lão tổ phẫn nộ nói lần trước long tộc bị tập kích ta đã cảm thấy có điều không ổn không nghĩ tới mới chỉ qua mấy ngày mà mọi chuyện đã nhiên trời lệt đất Vạn tộc đều biết tới sự tồn tại của chúng ta, tấn nhẫn 10 vạn năm, vì sao đến thời khắc cuối cùng lại nhịn không được, lão tổ rất bực bội, ở dưới có người lên tiếng, lão tổ bất giận. "Chư tịch này tộc ta vốn đã chuẩn bị xuất thủ, kỳ thật cũng rất khó che giấu, năm xưa việc nguyện lã cô cô ra mặt đã khiến vạn tộc cảnh giác hỗn trướng." Lão tổ cả giận đập bàn, ngắt lời vị trung niên kia, "Vạn tộc vốn không biết ngọn ngành, cho là chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục người, mấy trăm người, hợp đạo chưa hẳn đã được mấy vị bây giờ lại liên tiếp đánh giết chín tôn chuẩn vương tám vị hợp đạo đồng ngớ ngẩn cũng biết nhất tộc của ta hẳn là cực kỳ cường đại chúng sẽ dốc toàn lực ứng phó cảnh giác vạn phần cái này có thể giống nhau nữa sao triều tịch trước nguyệt la xuất thủ chính xác là đã bại lộ chút ít thế nhưng cũng chỉ bại lộ một mình nguyệt la mà thôi vạn tộc sao có thể biết nhất mặt bọn họ rốt cục mạnh đến mức nào nhiều năm như vậy vạn tộc cũng không dò xét được cái gì chỉ cho là bọn họ chỉ có mấy người ẩn nấp ở nơi nào đó sao có thể đoán được thực lực của mạch này cường đại tới không tưởng như bây giờ kết quả thì hay rồi khi không lại để người ngoài tin rằng mục vương nhất mạch đã giết chính vị trần vương của vạn tộc dường mà ngươi lại nói thực lực của ngươi rất bình thường ai sẽ chịu tin người Lỗng nghĩ một lúc vị lão tổ ấy phân tích mọi việc diễn ra không thích hợp tự yên chết rồi tình huống cụ thể thì khó mà biết rõ nhưng đầu tiên Tử yên lên thượng giới như thế nào cũng là cả một vấn đề thứ hai nếu tự yên thật sự tới được đây thì nàng cũng sẽ không tùy tiện hành động trừ phi nàng bị người ta bức hiếp nếu không tự yên há lại hy sinh thân mình để cứu bát chiến thứ ba hai vị chuẩn vương còn lại rốt cuộc là thần thánh phương nào chẳng lẽ là người giới hạ giới lên nếu là người hạ giới chẳng lẽ hạ giới có chuẩn vương cảnh hay sao thứ tư hiện tại vạn tộc muốn mở nghị hội thương thảo xem làm sao để đối phó tộc ta đây là tổn thất lớn nhất của chúng ta lần này thứ năm bát chiến giải phong lấy tính cách của bát chiến thì hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta tìm nguyện la báo thủ mặc dù bát chiến còn bị phong ấn nhưng thực lực của hắn vẫn cường đại như trước có thể thoát đi từ trong tay mấy vị thiên tôn thì tức là dù còn mang xiềng xích nhưng hắn vẫn mạnh đến đáng sợ bị gài bẫy kỳ thật lão tổ đã đoán được ít nhiều lão hít sâu một hơi nhìn về phía đám người vẫn không lên tiếng dưới kia đoạn hỏi các ngươi cảm thấy là ai đang thao túng hết thảy tinh kế chúng ta đám người đứng sau chuyện này thật sự là không dễ phán đoán hạ giới có thực lực đi tính kế bọn họ như vậy sao rất nhanh một nữ từ trẻ tuổi mở miệng nếu thật sự bị gài bẫy liệu có phải là do nhất mạch của người truyền lửa làm không nghe phòng đoán của nàng ta ánh mắt đám người chung quanh khẽ động nữ tử này nhắc nhở đừng quên chỉ có hai thông đạo từ hạ giới đến thượng giới lối đi thứ nhất nằm ở mệnh tộc lối còn lại thì do người truyền lửa nắm giữ lão tổ nghe vậy thì gật đầu nhất mạch phe truyền lửa có tam đại lãnh tụ đinh quật và đan ngọc đã vẫn lạc nhưng nghe nói vị quan trọng nhất thì vẫn còn sống chưa từng hiện thân năm đó nguyệt la hỏi bát chiến bát chiến đã từng bảo binh quật mời đối phương rời núi đinh quật lại nói vị kia mới là người chủ đạo trong số người truyền lửa bọn hắn có thể từ chiến nhưng vị kia thì không được cuối cùng bách chiến cũng hết cách chỉ có thể từ bỏ nói đến đây lão tổ khẽ nhíu mày nếu là như vậy chuyện từ yên lên đây ngược lại đã có lời giải thích đinh quật còn có thực lực thiên tôn vị lãnh tụ thứ ba hiển nhiên sẽ không yếu nếu y bắt từ yên uy hiếp từ yên thì cũng có thể giải thích rõ về phần hai vị trần vương cảnh phối hợp hành động với từ yên có lẽ là dư nghiệt ngươi truyền lửa lão tổ hít sâu một hơi rồi nói vậy theo những đầu mối này chỉ sợ là từ yên bị truyền lừa liết mạch bắt sống hoặc là nàng đã dứt khoát bán đứng chúng ta đen tin tức tiết lộ ra ngoài nên mới có hết thảy tính toán ngày hôm nay lời lão nói chứa đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ quả là thất sách trong đại điện trung niên đã lên tiếng trước đó lại mở miệng lão tổ hiện tại dù chúng ta ra mặt đính chính chỉ sợ là có miệng cũng khó mà trả lời đính chính lão tổ lạnh lùng gạt đi Ngữ y sẽ tin tưởng lời đáp trả của địch nhân sao Ngươi sẽ tin tưởng lời của những kẻ đã ẩn giấu người vạn năm như chúng ta, ngươi sẽ tin tưởng kẻ từ phong ấn Bách Chiến là người tốt?" Đóng cửa lại tự hỏi lòng sen. "Đổi thành bọn họ là vạn tộc thì cũng chỉ coi mọi lời nói tự như đánh rắm mà thôi." Nói nhảm. Một mặt nhà các ngươi ẩn tàng người vạn năm, còn làm ra không ít động tác, vừa phong ấn Bách Chiến, lại vừa giải phong cho Bách Chiến, còn giết rất nhiều trần vương, bây giờ lại nhảy ra tự nhận tấm thành người tốt, ai mà tin được?" mươi 2965, Nguyệt La xuất quan lão nhân mệt mỏi day day chán không muốn nói thêm về đề xuất của nam tử trung niên nữa chỉ bảo triệu tập tất cả mọi người lập tức trở về ai bế quan thì toàn bộ chuẩn bị xuất quan vạn tộc nghị hội vừa mở ra có lẽ rất nhanh sẽ đưa chúng ta vào danh sách đối địch quan trọng trước đó vạn tộc không dám xâm nhập hỗn độn sơn nhưng hiện tại thì chưa hẳn những cổ thú bên ngoài kia cũng nghĩ biện pháp kinh động một thoáng khiến chúng hội tụ lại cùng một chỗ biến cho vạn tộc một kích đánh phá nếu hội hợp lại vạn tộc muốn giết cổ thú thì cũng cần trả đại giới chuẩn bị chiến đấu lão nhân phân phó mặt khác mặc kệ vạn tộc tin hay không cứ đem tin tức tiết lộ ra ngoài tối thiểu để vạn tộc và chúng ta đều có sự chuẩn bị rằng khả năng là vẫn tồn tại phe thứ ba cũng chính là truyền lửa nhất mạch kia dứt lời lão lại nói còn nữa hãy cẩn thận bát chiến vị trung niên đề nghị không thì cứ đến nguyện la đi thử xem biết đâu bát chiến lão nhân trầm mặt một hỏi nửa ngày sau mới vật đâu ta sẽ thông báo cho nguyện la dù không thể hạ bách chiến thì cũng phải để nguyện la kiểm chế được hắn miễn cho hắn lại mang đến phiền phức nếu đã không có cách nào giấu giếm không cách nào ẩn tàng vậy thì cứ để mọi giới biết thánh tộc ta mạnh cỡ nào lão nhân đột nhiên đứng thẳng người lên khi tức cực kỳ cử hãn Lang ra khỏi đại điện lạnh lùng nói nam dương mục phương của tộc ta đã lập đại công cho nhân tộc bình ma giới trấn thiên uyên đã long tộc công lao cực cao không hề dưới văn vương kết quả định thần văn vương lại thế hiếp người nhân hoàng nhìn người không rõ nghe tiên sàng ngôn trừng phạt vương của tộc ta vô năng ngu xỉ nếu nhân tộc đã không dung chúng ta vậy thì chúng ta sẽ lập ra nhất tộc nhờ quyết định anh minh năm ấy của mục phương mà chúng ta mới có thánh tộc bây giờ hiện tại thiên địa biến hóa tộc ta tích lũi 10 vạn năm giả vô số chư thiên này sẽ do thánh tộc phi tôn lão nhân dõng đạc nói sáu ngàn năm trước bách chiến vô năng nhân tộc tan tác sáu ngàn năm qua khí vận của nhân tộc suy bại, tộc ta lại hương thịnh. Khí vận nhân tộc chuyển di, tộc ta địa linh nhân kiệt, cường giả như mây, bây giờ nếu đã không cách nào giấu giếm thêm nữa vậy thì cứ xuất thế đi. Để vạn tộc biết được thánh tộc ta mới là chủ của chư thiên, trong đại địa, từng tôn cường giả hiển hiện khí thế như mặt trời ban trưa, ai nấy nhao nhao kích động, cao giọng hóp lời. Nam tử trung niên cũng cười nói, vô luận có tính kế gì hay không, và tộc đã vẫn lạc chín tôn trần vương, nhất mạch người truyền lửa vẫn lạc hai vị chuẩn vương, trong nháy mắt đã giảm bớt 11 cường giả đỉnh cấp. Đây đều là sự thật, lực lượng vạn tộc đã suy yếu đi một đoạn, quả là trời phù hộ thánh tộc ta, có phải tính kế gì hay không hiện tại họ truy cứu không nổi. Nhưng sự thực là vạn tộc, nếu tính cả long tộc huyết long hầu nữa thì đã chết chính vị trần vương. Chết rồi thì thực lực sẽ suy yếu, đây chính là chuyện tốt, nếu phe thứ ba không xuất hiện thì làm gì có việc tốt như thế diễn ra. Lão nhân bật cười, từ góc độ này nhìn lại quả thật thoải mái hơn nhiều, đúng vậy, bất kể như thế nào thì thực lực vạn tộc đã tổn hại đây chính là sự thật chỉ là đáng tiếc cho tử yên không phải là đáng đời phế vật ấy có lẽ đã bán đứng bổn tộc nếu không ngươi truyền lửa sao có thể dễ dàng vu oan cho bọn họ được cũng không biết kế hoạch an bài tử yên đi giải phong cho cường giả dạ ở tử linh giới vực rồi thu phục tây thiên vương đã hoàn thành hay chưa lão nhân thầm nghĩ đến việc này nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều nữa tử yên đã chết hiện tại có đoán giả đoán non cũng không có câu trả lời chính xác chi bằng chờ thượng giới mở ra tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy tình huống lão nhân xua tay kêu mọi người giải tán sau đó lão quay lưng bước vào hư không một lát sau lão nhân xuất hiện tại một nơi hắc ám vô cùng tận ở đó có một cánh cửa màu đen to lớn hiện ra lần cửa có không ít khí tức cường đại triển lộ nơi này mới là hạch tâm của nhất mạch bọn họ đây cũng là nơi năm xưa ngục phương từng chấn thủ cổng địa ngục trong bóng tối nay khi lão nhân vừa xuất hiện liền có người mở mắt có người ân cần thăm hỏi có người hiếu kỳ nhìn lão mà lão nhân thì trực tiếp đi về phía trước rất nhanh dưới cánh cửa khổng lồ có một vị nữ tử dáng người cực phẩm hiện ra ở trước mắt cảm nhận được lão nhân đến nữ nhân nọ mở mắt trong mắt chất chứa ngư tình vô hạn ải nhìn về phía lão nhân không cần lên tiếng mà chỉ cần một ánh mắt ấy đã đủ để người ta mê luyến lão tục thanh âm của nữ nhân như hòa mang theo vẻ đẹp khó diễn tả thành lời lão nhân nhìn à ánh mắt lộ ra dục vọng khó kiểm nén nhưng rất nhanh lão đã tự ép mình phải tỉnh táo lão nói, mỹ la, thực lực của ngươi càng ngày càng lợi hại, lão tổ quá khen nữ nhân nhẹ nhàng tươi cười, tiếng cười khiến lão nhân lại lần nữa lộ ra vảy mê luyến. lão phải cố lắm mới khôi phục được sự chấn định, hít sâu một hơi rồi nói, bát chiến đã giải phong, ngoại trừ phong ấn cuối cùng của ngươi thì phong ấn từ vạn tộc đều bị hắn phá hết. mỹ la ngạc nhiên, hắn thoát thân rồi sao? ả à lộ ra chút ngưu tình đầy hoài niệm, thật tốt, khi dưa phong ấn hắn xong thì ta cũng hối hận một thời gian, lão tổ hắn thoát ra rồi à. Lão nhân làm như không nghe thấy, lời của Nguyễn La nói thì tuyệt đối đừng coi là thật, ta tới tìm ngươi là để. Lão tổ không cần nói nhiều Nguyện La thở dài nuốt lời, ta sẽ đi gặp hắn. Năm đó là ta có lỗi với hắn, muốn chém giết muốn dốc thịt thì cứ tùy ý đối phương, chỉ cầu bách chiến có thể hiểu rõ lòng ta. Ta là vì chủng tộc, hắn cũng là vì chủng tộc chỉ trách, chúng ta hữu duyên vô phận lão nhân đè xuống sao động trong lòng, cũng không nhiều lời mà chỉ đặn dò. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, dù không có cách nào chấn áp thì cũng phải ngăn chặn hắn dứt lời lão lại nói mặt khác có khả năng người truyền lửa thứ ba đã xuất hiện nếu có biện pháp thì ngươi hãy khiến bách chiến đối phó với kẻ này đương nhiên không có cách nào thì thôi vậy Nguyệt la nhu nhu nhược nhược đáp lão tổ sao ngài lại nhẫn tâm như vậy bách chiến mới giải phong còn cần tĩnh dưỡng lão nhân không đáp lời lão hiểu rõ nguyệt la nên cũng không muốn nói nhiều cuối cùng chỉ bảo bách chiến liền giao cho ngươi vạn tộc sẽ sớm tiến công hỗn độn sơn tộc ta hiện tại không có tinh lực đi ứng đối với bách chiến nói xong lão nhân liền quay người rời đi phía sau nguyện la u oán cất giọng lão tổ đi lô sao nguyện la còn chưa thân mật với lão tổ mà cước bộ của lão nhân càng nhanh hơn nơi khác trong vùng đất hắc ám còn có người đang cùng nhau tu luyện duy chỉ có chỗ nguyện la là một người độc chiếm cổng địa ngục phụ cận chẳng hề có một ai đi ra khỏi phạm vi cổng địa ngục lúc này lão nhân mới lớn tiếng quát chuẩn bị chiến đấu sắp tới tộc ta sẽ tùy thời rời núi vâng bốn phía vang lên từng âm thanh đáp lời lão nhân an tâm hơn nhiều cấp tốc rời đi lão vừa đi một hỏi trong bóng tối Miệng la nhu nhược chậm rãi đi ra bốn phía trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động một đám người nhẫn tâm Miệng la nhỏ nhẹ lẩm bẩm dòng điệu có phần hơi u oán sao các ngươi có thể đối xử với ta như thế trong nháy mắt có người nổi lên lòng thương tiếc có kẻ này sinh dục vọng có kẻ xúc động muốn lên tiếng đáp vài câu rất nhanh phụ cận có người ho nhẹ một tiếng chấn động hư không khiến những người kia nhất thời bình tĩnh lại ngay tức thì mà nguyễn la thì tô vẻ tan nát cõi lòng u oán trách móc hơi thôi để ta đi tìm bát chiến đám nhân tâm các người thật là xấu dứt lời nguyễn la lộ ra một nụ cười phong trùng vạn tình cực kỳ quyến rũ khác hoàn toàn với vẻ yếu đuối trước đó đợi à biến mất bốn phía mới truyền ra hàng loạt âm thanh thở dài có người tặc lưỡi cuối cùng nguyễn la cũng đi rồi à càng ngày càng đáng sợ bát chiến giải phong rồi sao lần này hay rồi Nguyệt La có chỗ chơi, cũng tốt. Để Nguyệt La bồi bát chiến chơi đi không chừng bát chiến sẽ lại mắc câu. Tên kia quá ngu xuẩn, không đề cập tới hắn nữa, xem ra đại chiến sắp bùng nổ, chư vị đều chuẩn bị một chút đi, thanh âm dần dần nhỏ xuống, mà sâu trong khu vực hắc ám, sau khi Nguyệt La rời đi, trên cổng địa mục chợt hiện ra vài ánh mắt, từ sau cửa lánh nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đó mang theo vẻ thanh lãnh, chất chứa đây hàn ý, chương 2966, tranh chấp khí vận, Tinh Vũ phủ đệ, tầng 8 thiên địa dung chuyển tô vũ đi ra khỏi tầng 9, vô số quy tắc chỉ lực tụ đến trước đó tô vũ từng tới một lần nên biết nơi này nguy hiểm thế nào rất nhiều quy tắc chỉ lực hội tụ trên không trung 99 đạo hư ảnh hiện ra và một hư ảnh của cường giả nhân tộc thì đang chấn áp hết thảy chư thiên mà giờ khác này tô vũ đi xuống từ tầng 9, bỗng nhiên 99 đạo quang mang nổ bắn về phía hắn lớn mặt tiếng quát đó không phải là từ miệng tô vũ truyền ra mà là từ hư ảnh trấn áp nhị hội đó cũng không phải là chân nhân nơi này chỉ có quy tắc chỉ lực mà thôi. Thân ảnh nhân tộc trấn áp 99 đạo quang mang, Tô Vũ nhìn lướt qua, một bên là thể hiện ý chí nhân tộc, một bên là thể hiện ý chí vạn tộc, hắn cũng không xem thêm, chỉ tiện tay ném hai đại ấn ra ngoài, một là nhân chủ ấn, hai là tinh vũ ấn, hai đại ấn dung nhập vào trong hư ảnh ý chí của nhân tộc, ầm một tiếng, khi tức hư ảnh phóng đại, vốn nó đang bị 99 đạo quang mang liên tục đánh lùi về phía sau thì bỗng nhiên lại mạnh hơn rất nhiều, cấp tốc trấn áp 99 đạo quang mang, đây là tranh đấu ý chí cũng là tranh chấp khí vận nếu đổi thành trước đó tô vũ không có cách nào thay đổi cái gì nhưng đến hôm nay bản thân hắn đã cường đại hơn một bậc hắn còn lấy được tinh vũ ấn nên khí vận tăng vọt khí vận vạn tộc lại mơ hỏ bị hắn áp chế xuống âm ảm thanh âm nổ thật to không ngừng vang lên tô vũ nhìn thoáng qua không định nhúng tay vào hắn nhìn xuống phía dưới đó là phòng nghị hội tô vũ trượt quát thông thiên ở đâu mau tới gặp ta tiếng nói cực kỳ chấn động một lát sau trong hư không có một cánh cửa xuất hiện rất nhanh đã hóa thành bóng dáng của một người thông thiên hầu lộ vẻ ngốc trệ ha to miệng sau một khắc người không dừng vó mà chạy tới hư phấn kích động lào to vũ hoàng bệ hạ nay đã tới rồi vẻ kích động này không hề giống ngựa trang làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng là ai tới tân chính một mực diên vang y thực sự rất sợ nếu như là nhân hoàng trở về thì không có vấn đề gì sợ là sợ nhân hoàng bị người ta giết chết cường giả vạn tộc giết trở về mà thôi nếu là thật thì đúng là chuyện quá khủng khiếp thông thiên hầu cấp tốc chạy tới nhìn lướt qua đám người rất nhanh nhi bèn vui về hô lên đình quân ám ảnh hỏa vân vân thủy anh vũ các ngươi đều ở đây cả rồi nói xong y lại nhìn về phía đại chu vương nhìn một hồi thì không xác định lắm thôi được đi không nhìn thêm nữa rất nhanh lại vui về nói vũ hoàng bệ hạ ngay từ thượng giới về rồi à xét hết nhà đám lão cổ nhân tộc rồi sao vũ hoàng bệ hạ đánh thắng hết hả? Tô Vũ cảm thấy tên này nói quá nhiều, lười nói dốc với y. Tô Vũ nhìn thoáng qua một trăm đạo hư ảnh còn đang so tài nơi xa, nhìn một hỏi mới quay sang hỏi Thông Thiên Hầu, Lần đây võ hoàng thế nào? Tên hỗn đản kia ngày nào cũng ức hiếp thuộc hạ. Thông Thiên Hầu lập tức cáo trạng, lão đã giải phong một bộ phận, tự mình ngưng tụ một đạo phân thân ý chí rất mạnh, mạnh hơn thuộc hạ nhiều, thuộc hạ cũng chỉ có thể trông coi tầng 8. Tên hỗn đản kia còn muốn ta đem lão ra ngoài, nhưng mà thuộc hạ không hề phản bội Vũ Hoàng. Thông Thiên Hầu cấp tốc hoe, ta đã từ chối thẳng thắn, lão lại còn muốn giết ta, bệ hạ, thực lực của lão quá cường đại, dù chỉ là vân thân thì cũng mạnh hơn thực hạ, bệ hạ có thể đấu lại lão không? nếu không thể thì ta liền truyền tống bệ hạ đến tầng một, lô sạch tóc của lão. mấy vị ám ảnh hầu đều kinh ngạc nhìn cái miệng liến thoáng không ngớt của kê đối diện, thông thiên hầu còn sống ư, vẫn cứ nói nhiều kinh khủng. tiệt trước đây, trước nhiều người như vậy mà ra hỏa này vẫn chưa chết, quả nhiên, kẻ đáng chết thì bất tử, không đáng chết lại chết một nhóm. Thông Thiên Hầu đang ồn ào có trạng chợt quay sang lường cả đám, "Có phải các ngươi đang mắng ta không?" Mấy người không để ý tới y, "Bệ hạ, bọn họ đang mắng ta." Thông Thiên Hầu kích động mét thoát. Trước kia họ thường xuyên nói xấu ta, ghen ghét vì ta được Vân Vương đại nhân coi trọng, mỗi lần vập ta đều lịch sự chào hỏi, vậy mà họ vẫn không thèm để ý tới ta. Nhai thế, anh Vũ tướng quân nhị không được liền phản bác, "Thông Thiên Hầu, ngươi được văn Vương coi trọng bao giờ?" Phong hào của ta chính là do Văn Vương đại nhân sắc phong, Chư thiên ai mà không biết, thông thiên hầu bất mãn hỏi ngược lại, chẳng lẽ chuyện này còn là giả, nhất thời mấy người không phản bác được. Y nói không sai, có điều mọi người đều cảm thấy cái tên thông thiên hầu mà vân vân đặt chính là vì có thâm ý khác. Tô Vũ lười xen vào cuộc tranh luận vô nghĩa của bọn họ, nhìn lướt qua thông thiên hầu thì hơi có vẻ ngoài ý muốn. Làm sao lại đến hợp đạo tam đẳng rồi, trước đó ngươi cũng chỉ là tứ đẳng mà thôi, gần đây gặp cơ duyên gì à? Thông thiên hầu cười hì hì đáp, bệ hạ hẳn không biết trước kia thuộc hạ còn phải phân sức ra áp chế quy tắc chỉ lực ở tầng 8 bạo động, gần đây bạo động ít đi rất nhiều, lần trước không ít người hợp đạo ở đây nên cũng xua tán đi phần nào quy tắc chỉ lực Tô Vũ khen ngợi, vậy thì không tệ nói rồi hắn khẽ cười, lần này nếu như thuận lợi thì có thể bình định tất cả quy tắc bạo động ở tầng 8, ngươi có thể theo ta rời đi. Tô Vũ nói xong, nhìn thấy sắc mặt Thông Thiên Hầu hơi có vẻ cứng ngắc thì không khỏi bật cười, năm ui chứ, Thông Thiên Hầu ai oán đáp. Năm ui, Tô Vũ trêu chọc ngươi vui là được rồi hắn biết tâm tư của gia hỏa này bên ngoài nhiều nguy hiểm biết bao tủ vệ ở đây sướng biết mấy bất quá tô vũ không cho y được nhàn rỗi thản nhiên nói không đi ra thì một khi võ hoàng thoát khốn lão sẽ giết ngươi tế cờ đầu tiên sắc mặt thông thiên hầu cứng đờ vội lật đầu có lý gần đây lão luôn tìm ta gây phiền phức đa tạ vũ hoàng lần này y không còn lươn lạng né tránh nữa bởi vì y cảm thấy quả thực rất nguy hiểm có thể là gần đây y thường xuyên kiếm võ hoàng trò chuyện nên lão càng ngày càng mất kiên nhẫn Thái độ đối với y cũng càng lúc càng kém, Thông Thiên Hầu cảm thấy đi theo Vũ Hoàng ra ngoài lăn lộn có lẽ cũng không tệ. Chương 2967, kích thích không. Võ Hoàng, cứ nghe Tô Vũ và Thông Thiên Hầu nhắc về cái tên ấy khiến mấy vị hầu thượng cổ đều tò mò, trước đó nói đến Võ Hoàng thì họ không quá để ý, giờ phút này lại cực kỳ kinh ngạc, Võ Hoàng gì cơ? Lam Thiên bên cạnh giải thích, các ngươi không biết ta. Thật đáng thương, từ tầng 1 đến tầng 7 của Tinh Vũ phủ đều là do thân thể của Võ Hoàng chế tạo võ Hoàng còn sống mà các ngươi lại không hay biết gì. Ta chưa kể cho các ngươi nghe sao. Cả đám kinh nhi, không ai mở miệng, hồi lâu sau. Vân Thủy Hầu là người đầu tiên lên tiếng, Vũ Hoàng. Võ Hoàng chính là vị bị võ vương đại nhân trấn áp những năm cuối thái cổ sao. Tô Vũ đáp, đúng thế mấy người liếc nhìn nhau, sự kinh ngạc trong mắt khó che giấu, mà anh Vũ lại kích động nói. Vậy đối phương là chủ nhân quy tắc đúng không? Nếu lão còn sống thì đây chẳng phải là. Tô Vũ bình tĩnh ngắt lời, khô nên nghĩ quá nhiều, võ hoàng hận chết đám võ vương ta thì còn đỡ đám dư nghiệt thượng cổ như các ngươi mà để lão thấy được thì chắc chắn sẽ muốn xin chết các ngươi võ vương và văn vương đem nhục thân của lão rèn đúc thành phủ đệ mong lấy ra để trồng hoa vị trí của cung vương phủ cũng không phải nơi gì tốt đổi thành các ngươi các ngươi có muốn cho thủ hạ của văn vương võ vương sắc mặt tốt không cả đám mốc trệ anh vũ lộ vẻ dị dạng lắp bắp hỏi ý của vũ hoàng là lão lão bị đào ngược tô vũ nhớ mày kích thích không không ai phản bác được, không có lời nào để nói. Anh Vũ tướng quân nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng, Cách xa lão ra một chút, chuyện này đúng thật là quá kích thích, nếu đối lại mình là võ hoàng, đại khai thấy được bọn họ thì có liều mạng cũng phải giết sạch, khó trách Tô Vũ bảo rằng đừng ôm hy vọng, ám ảnh hầu thở dài một tiếng, tiếc hận nói. Võ hoàng là chủ nhân quy tắc duy nhất vào lúc này, so với chủ nhân quy tắc thông thường có khi còn mạnh hơn không ít, nếu lão nguyện ý giúp nhân tộc, vậy thì vậy thì nhân tộc sẽ chấn xong thiên hạc có một tôn chủ nhân quy tắc thực thụ ở đây đáng thiên tôn ở thượng giới thì tính là gì đương nhiên nếu mấy vị thiên tôn liên thủ chủ nhân quy tắc cũng chưa chắc chắc đã thắng bởi vì những tên kia đều đạt đến cảnh giới rất cao bất quá cũng phải xem xem là dạng chủ nhân quy tắc gì võ hoàng mạnh hơn những cường giả đại đạo thông thường không ít tô vũ thì không mấy tiếc muối hắn đã từng cân nhắc nhiều lần về vấn đề này vậy nên chỉ tùy ý đáp mặc kệ lão không quấy rối đã là tốt nhất rồi nếu lão dám quấy rối thì lão cũng chính là địch nhân, còn phải nghĩ biện pháp đối phó mới được." Sắc mặt mấy người khẽ biến, "Còn phải đối phó nữa ư? Vậy thì độ khó thật sự là như lên trời." Tô Vũ không tiếp tục đề tài này, hắn nhìn chung quanh một vòng rồi nhìn lại nơi còn đang tranh đấu quy tắc chỉ lực, cười nói, "Có cơ hội phù hợp, Đại Minh Vương hãy tới Minh Vương phủ nhìn xem. Đó là địa bàn của tiên tổ nhà ngài, ngài đi thì có lẽ sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn." Văn Vương phủ thì Tô Vũ đã ghé qua bất quá còn có hai căn phòng chưa mở một là mặc đạo một là chỉ đạo lam thiên ngươi tới gian phòng chỉ đạo trong văn vương phủ nhìn xem có thể mở ra được không nếu không cách nào mở thì quên đi chờ sau này lấy liệp thiên bảng về rồi lại tới liệp thiên bảng còn đang ở chỗ lưu hồng dù sao có thể tìm cơ hội cùng tới thu chỗ tốt từ cả mặc đạo và chỉ đạo về phần võ vương tô vũ nghĩ nghĩ phủ đệ của võ vương chưa hẳn đã dễ tiến vào hậu dệ của võ vương thì tô vũ cũng biết đến một vị chính là chu hạo còn đang chinh chiến ở chư thiên tạm thời không cần để ý tới võ vương phủ một vương phủ đại khái cũng không có vật gì tốt hỏa vân hầu các ngươi hãy về phủ đệ của mình đem hết thứ thuộc về chính mình đi tất cả mọi người lục xuất toàn bộ các phủ đệ khác có thể sử dụng được thì đều mang theo cuối cùng tô vũ nhìn về phía nghị hội đình cũng không biết trong này có bảo vật gì không nhĩ kỹ thì một nơi để mở hội nghị xác suất có bảo vật thật sự không lớn ngược lại là những phủ đệ kia ắt sẽ không thiếu đồ tốt thừa dịp quy tắc chỉ lực còn đang dây dưa tô vũ liền bảo đi thôi Đừng chờ ở đây, có đồ tốt nào có thể sử dụng thì đều lấy hết đi, để lại đây trưng cũng chỉ tổ lãng phí vâng. Mọi người đều hết sức kích động, ví dụ như Hỏa Vân hầu bọn họ, vô số năm rồi họ chưa từng trở lại đây. Cho dù là khi bọn họ còn ở hạ giới, Tinh Vũ phủ đệ có mở ra thì họ cũng không có ý định tiến nhập, bởi vì tầng 8 tương đối nguy hiểm, mà trước đó Thông Thiên hầu cũng kiểm soát rất chặt, không dễ cho người đi lên. Tô Vũ nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn Đại Chu Vương vẫn ở bên cạnh không rời đi, hắn bèn nói, Đại Chu Vương ngươi ở lại đây theo dõi nhân chủ ấn và tình vũ ấn đi chân áp quy tắc chỉ lực tầng 8 để mọi người dễ bề lục sát bảo vật ta đi vạc võ hoàng một chuyến đại chu vương lo lắng vũ hoàng hay là để ta đi chung đi y lo sẽ xảy ra chuyện không có việc gì hiện tại lão sẽ không đấu với ta bởi vì lão vẫn chưa hoàn toàn giải phong sẽ lo sợ cá chết lưới rách đại chu vương thấy hắn kiên trì thì thôi không khuyên nhủ nữa tô vũ cũng hiếu kỳ muốn đi xem võ hoàng đã giải phong đến bước nào phán đoán một chút xem đại khái lúc nào thì lão có thể hoàn toàn thoát khốn hắn liếc nhìn thông thiên hầu một cái mà thông thiên hầu cũng hiểu ý ngay trong nháy mắt đi cấp tốc mở đại môn ra để tô vũ đi xuống tầng 7. chương 2968, mỗi người một câu hỏi một tầng 7, thân thân ý chí của võ hoàng đang du đãng trong không trung bỗng nhiên cửa mở ra sau một khắc một thân ảnh quen thuộc xuất hiện sắc mặt võ hoàng khẽ biến một thoáng là tô vũ gia hỏa này tiến bộ nhanh thật chỉ mới không gặp có mấy ngày mà đã mang đến cho lão cảm giác hắn nắm giữ ít nhất cũng phải quá nửa bút đạo võ hoàng đã lâu không gặp thật sự lâu lắm rồi sao võ hoàng trầm mặc không lâu kỳ thật vài ngày trước lão mới giao phong với tô vũ chính là lúc mà lam thiên mở đạo lần đó lão đã bị thất thế tô vũ cực kỳ bá đạo nhìn thấy lão bèn trực tiếp nhận xuống một ấn không cho lão có cơ hội mở miệng võ hoàng cũng coi như là cây chứng kiến tô vũ từng bước trưởng thành ngắn ngủi chỉ trong một năm Tô Vũ từ lần đầu tiên tiến vào giết Nhật Nguyệt Cửu Trọng cũng khó, đến bây giờ thì chỉ sợ hắn đã có thực lực chuẩn vương. Lúc trước Tô Vũ từng bảo, ngươi có giải phong thoát ra thì ta cũng không sợ, lão cảm thấy tiểu tử này chỉ là thùng rỗng kêu to. Như hôm nay gặp lại, sắc mặt võ hoàng nặng nề hơn rất nhiều, đợi ta phá phong ra, gia hỏa này thật sự sẽ không có cách nào địch nổi mình ư. Tô Vũ, võ hoàng nhìn chầm chầm Tô Vũ, ánh mắt biến ảo, ngươi từ tầng 9 xuống đây ư, Tô Vũ thản nhiên thừa nhận, không sai nói rồi hắn vung tay lên một cái bản và hai cái ghế dựa xuất hiện ngồi xuống uống chén trà trò chuyện với ta một lát đi tô vũ đưa tay làm động tác mời võ hoàng không muốn xé mặt với ta vào lúc này chứ đương nhiên hiện tại ta cũng không có thời gian để ý tới võ hoàng sắc mặt võ hoàng lạnh lẽo dù ta và ngươi vạch mặt thì lại có thể thế nào ngươi còn có thể giết bản hoàng hay sao tô vũ cười khẽ khó mà nói không giết được ngươi thì ngươi cũng chẳng dễ chịu gì không phải sao được rồi võ hoàng tội gì phải như thế ngươi xuống nói chuyện phiếm vài câu đi ngươi của ta đang ở phía trên thu thập một vài thứ chờ họ làm xong ta tự nhiên sẽ rời đi sẽ không dây dưa nhiều với võ hoàng võ hoàng hừ lạnh một tiếng đạp không lướt qua ngươi xuống ghế dựa tô vũ mỉm cười nhanh chóng ngồi xuống đối diện sau đó hắn liếc nhìn về phía thông thiên hầu thông thiên hầu hiểu ý bèn hấp tấp chạy tới thuần thục pha trà lúc này tô vũ mới nhìn về phía võ hoàng tươi cười mở miệng võ hoàng có ngươi ta hồi một ít chuyện không Võ Hoàng thờ ơi nhìn hắn, không buồn nắp trả. Tô Vũ khẽ cong khóe môi, ta hỏi ngươi một số việc, ngươi cũng có thể hỏi ta một số việc Võ Hoàng giữa cực, thứ ngươi biết, ta không cần biết. Tô Vũ tiện tay võ gõ lên mặt bàn. Nói vậy là nhân hoàng đi đâu? Ngươi cũng không muốn biết à. Võ Vương đi đâu? Ngươi cũng không muốn biết. Hiện tại tình huống của vạn giới như thế nào? Cường giả có những ai ngươi cũng không muốn để tâm sao. Tô Vũ cảm lấy tách trà mà thông thiên hầu vừa pha xong, nhấp một ngụm nhỏ đoạn nói võ hoàng ngươi quá lạc hậu mười mấy vạn năm trôi qua ngươi có thể tiếp thu được bao nhiêu tin tức luôn có thứ mà ngươi không biết không phải sao võ hoàng trầm mặc hồi lâu cuối cùng lão vẫn đồng ý ngươi nói đúng vậy ngươi hồi ta một vấn đề bản tọa cũng sẽ hỏi ngươi một vấn đề dứt lời lão bành bổ sung phải trả lời thành thật tô vũ bật cười không yên lòng về ta đế thế cơ à võ hoàng không thể đáp tô vũ cũng không để ý vào thẳng vấn đề Vậy trước tiên ta hỏi Võ Hoàng một chuyện, ở thời kỳ thái cổ, cư giả hẳn là cũng không ít, văn vương bọn họ đều xem như cường giả cuối thời thái cổ, vậy thì định nghĩa của thời đại thái cổ là gì? Võ Hoàng nhíu mày, ý ngươi nói là khởi nguyên, Tô Vũ gật đầu. Võ Hoàng ngẫm nghĩ, nửa ngày sau mới đáp. Thái cổ thái cổ trong miệng ngươi kỳ thật chính là thời đại trước của chúng ta, thời đại đó vạn tộc tranh phong, tương đối hỗn loạn, nếu muốn nói về nguyên nhân hoặc là sự kiện gì làm tiêu chí để đánh dấu giai đoạn thái cổ thì hẳn là hẳn là khi từ linh giới xuất hiện lão cũng không quá chắc chắn nhưng vẫn giải thích bởi vì chúng ta cũng không trải qua thời kỳ đó thời kỳ này có hai thuyết pháp từ góc độ nhân tộc mà nói kỳ thật đó là khi nhân tổ dẫn đầu nhân tộc cuột khởi đây coi như là khởi nguyên của thái cổ dưới góc độ của vạn tộc thì thì là khi tử linh giới vực xuất hiện đây coi như là lúc thái cổ bắt đầu ánh mắt tô vũ khẽ nhúc nhích ý của ngươi là nhân tổ bắt nguồn từ thái cổ là cường giả cùng thời với chủ nhân của tử linh đại đạo võ hoàng gật đầu tô vũ còn muốn hỏi thêm võ vương đã chặn lại ta trả lời rồi đến lượt ta hồi tô vũ hất cằm ngươi hỏi đi thái sơn đang ở đâu tô vũ phì cười biết ngay là lão muốn hồi cái này mà hắn bèn đáp võ vương và cả văn vương thời gian sư ba người bọn họ đều đang ở cùng một chỗ cụ thể ở đâu thì ta không biết võ hoàng lộ ra sắc mặt băng hàn tô vũ thản nhiên nói đừng nóng giận nóng giận hại đến thân thể kỳ thật cụ thể ở đâu không trọng yếu trọng yếu là ba người bọn họ đều đang phải ngày đêm chiến đấu mà còn phải tao một kê địch cực mạnh võ vương có lẽ đã chết rồi tích năm trước thời gian sư đã không chịu nổi ngươi biết thời gian sư không không biết võ hoàng trực tiếp phủ định tô vũ cười nói muội muội của văn vương cũng là một tôn cường giả tuyệt thế trong mắt của ta thì ngươi không xứng để sách giày cho nàng vẻ mặt võ hoàng cực lạnh tô vũ nhớ mày nhìn ta như vậy làm gì lời nói thật mà thôi trong mắt ta thì chỉ có mỗi nhân hoàng là có thể so sánh với thời gian sư tứ cực nhân vương cũng đều kém hơn một chút làm sao ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn tứ cực nhân vương à Võ Hoàng cao mày, ngươi nói nghiêm túc sao? Muội muội của văn vương lợi hại như vậy thì sao bản tọa lại chưa từng nghe đến? Ngươi cô lậu quả văn một, đương nhiên sẽ không biết tô vũ tặc lưỡi. Ta chỉ nói rằng ta biết ba vị này đang ở cùng một chỗ, mà có lẽ thời gian sư đã phát hiện nguy hiểm gì đó. Trên tổng thể vẫn liên quan tới thời không trường hà. Thời gian sư dù đã khắp thời không trường hà, kiến thức vô song, có thể là nàng đã phát hiện cái gì nên mới tao ngộ nguy cơ. Văn vương cùng võ vương đều đi nghĩ cách cứu viện nàng nói xong hắn hãy cười tin tức này thế nào ba đại cường giả tuyệt thế đều bị bao vây thậm chí là đã bị giết ngươi cảm thấy ngươi đi tìm thì có thể làm được gì võ hoàng giật mình ba đại cường giả tuyệt thế trong miệng tô vũ thì có lẽ võ vương là vị kém nhất hắn nói thời gian sư lợi hại hơn cả vân vương bây giờ còn nói ba người đều gặp nguy hiểm thậm chí là đã chết rồi vậy thì dù lão biết bọn họ ở đâu đi đến nơi đó thì lại có thể thế nào cô lộ quả văn học vấn hàn hẹt kiến thức ít gỏi quê mùa chương 2969, mỗi người một câu hỏi hai, Trong lúc Võ Hoàng còn đang miên mang suy nghĩ về chuyện của ba người Võ Vương, thì Tô Vũ ở đối diện lại hỏi tiếp, trước thái cổ còn có thời đại nào không? Thời đại khai thiên Võ Hoàng tỉnh táo lại, trả lời hắn, toàn bộ vạn giới nếu dựa theo cách nói của các ngươi thì sẽ có khai thiên. Thái cổ, thượng cổ và hiện tại, thuộc khai thiên không có vạn giới. Tất cả mọi người đều sinh tồn trên hoang cổ đại điện, khi đó, cổ thú vi tôn, vạn tộc giấy ruộng, thời kỳ thái cổ, mọi người quật khởi bình định cổ thú mở ra vạn tộc tới thời thượng cổ nhân hoàng nhất thống chư thiên hoàn thành nhất thống vạn giới tô vũ gật đầu lại hỏi loại đến ta võ hoàng không kịp chờ đợi mà ngắt lời nhân hoàng đang ở đâu ngại nó không phải ngươi nói rằng mình không có hứng thú sao tô vũ âm thầm trò phúng một câu nhưng vẫn nhanh chóng đáp trong thời không trường hạ áng chừng ở vùng thượng du ngươi cũng mỡ thiên môn rồi nên hẳn đã biết tình huống đi ngược dòng nước thì tốc độ thời gian trôi qua sẽ khác biệt với chúng ta có lẽ bọn họ chỉ cảm giác bản thân mới chiến đấu mấy trăm năm nhưng đến chúng ta thì đã là mười vạn năm đương nhiên cũng có thể trái ngược lại có khi là họ cảm thấy đã chiến đấu mấy chục vạn năm bất quá ta phán đoán có lẽ họ sắp trở về rồi hửng võ hoàng chấn động giờ về tô vũ thản nhiên nói cuối cùng thì vẫn phải đuổi kịp thời đại này thời gian đồng nhất thời đại này vạn tộc vạn giới đều nén ra hết át chủ bài nội tình hao tổn sạch sẽ triều tịch thứ 10 cũng nên đến thời điểm bọn họ đang chàng tô vũ phỏng đoán ta nghĩ tầm 3 năm 5 năm hoặc cùng lắm là người năm ai biết được nhưng kiểu gì thì cũng sẽ sớm trở về thôi võ hoàng hít sâu một hơi ngươi không biết thời gian cụ thể sao nói nhảm nếu ta biết chắc chắn thì ta cứ kéo dài tình hình hiện giờ tới lúc nhân hoàng quay lại là được con liều mạng chiến đấu làm gì tô vũ dứt lời liền hỏi tiếp ta hỏi ngươi trong ấn tượng của ngươi thì có kẻ nào đủ để uy hiếp được các vị cư giả như văn vương hay không còn nữa có phải nhân tổ tu luyện thân thể đạo đúng không? vị nhân tổ đó ở đâu? trước ngươi nói tử linh đại đạo không hoàn thành đại đạo, vậy thì chủ của tử linh đại đạo đâu rồi? võ hoàng nhướng mày nhìn hắn, đây mà là một vấn đề à? ngươi thật sự tưởng ta khờ sao? tô vũ thúc giục, ngươi cứ trả lời trước đi, bởi vì ngươi chưa chắc đã biết được bao nhiêu. chút nữa ngươi cũng có thể hỏi ta nhiều vấn đề võ hoàng nhướng mày, cuối cùng vẫn mở miệng đáp, nhân tổ là người mở ra thân thể đạo, nhờ ông ấy nên nhân tộc mới có thể cấp tốc cường đại cấp tốc xuất hiện một nhóm cường giả đỉnh cấp mới có thời gian cùng cơ hội để kẻ đến sau tự mình mở đạo chủ nhân của tử linh đại đạo ở thời đại kia cũng chỉ có truyền thuyết của hắn không có quá nhiều giới thiệu hay ghi chết. cụ thể như thế nào là chết hay là mất tích thì ta cũng không biết con ngươi hỏi có kẻ nào uy hiếp đến văn vương bọn hắn hay không lão cẩn thận chi tư một chút trong ấn tượng của ta thì hẳn là không có trừ phi mấy vị chủ nhân quy tắc lên thủ hoặc là các vị tiên hoàng ma hoàng liều chết chiến một trận thì mới có thể đối phó được bọn hắn nhưng nếu chỉ là đơn độc giao thủ thì những tên kia còn chưa qua được thái sơn tô vũ cao mày không có sao vậy thì rốt cuộc vân vương đã gặp phải kẻ địch nào tô vũ thở hắt ra võ hoàng cũng không đợi hắn thư thả đã vội vàng hỏi ngươi hãy nói một chút về thế cục bây giờ vạn tộc còn có chủ nhân quy tắc nào tồn tại không tô vũ đáp thế cục bây giờ ư vạn tộc thì ta không biết thiên tôn thì có một ít chủ nhân quy tắc lại chưa từng nghe nói thiên tôn chính là hợp đạo đỉnh cấp có cảnh giới và lĩnh ngộ như chủ nhân quy tắc nhưng lại không thể chính thức nắm giữ đại đạo võ hoàng như có điều suy nghĩ tô vũ lại nói bất quá lần này ta đã lên thượng giới chơi một chuyến phía trên thật sự rất thú vị ngươi biết ngục vương không nói nhảm tô vũ cười ha hà nói tiếp nhất mạch nhà bọn họ thú vị lắm ổ thượng giới tự mỡ ra một tộc cường giả vô số ta hoài nghỉ còn có cả chủ nhân quy tắc võ hoàng thấp giọng phản bác không phải nói là không có cách nào tấn cấp sao trước đó lưu lại a à, không phải Tô Vũ lắc đầu. "Ta nói chính là chiến lược có thể so với chủ nhân quy tắc, hiểu ý của ta không? Là kiểu theo thân thể đạo kia ư?" Võ Hoàng đương nhiên hiểu, Tô Vũ nói: "Không phải thân thể đạo mà là hỗn độn đạo, những người tu luyện chính thống như chúng ta hiện tại không cách nào bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc, đó là bởi vì đại đạo đã bị nhân hoàng động tay động chân, nhưng mà nhân hoàng lại không động tay vào hỗn độn nhất đạo được, Ngục Phương chỉ mạch sinh tồn ở trong khu vực hỗn độn nên tu đạo giống với cổ thú, chính là hỗn độn đạo, kể từ đó có thể tránh được những hạn chế do nhân hoàng gây ra để bước vào chiến lược chủ nhân quy tắc hỗn độ đạo võ hoàng dù sao cũng là thiên tài mở thiên môn kiến thức rất nhiều ngươi nói như vậy cũng không phải là không có khả năng nếu chuyên tu hỗn độ đạo hơn người vạn năm thiên phú cường đại thì sẽ có hy vọng địch nổi nhân vương thân thể đạo không tính chủ nhân quy tắc mà là giống những vị nhân vương thân thể đạo năm xưa tô vũ cười hỏi có hứng thú đi lên thượng giới chơi với chúng không võ hoàng liếc mắt nhìn hắn cười lại ngươi muốn lấy ta làm đao à nằm mơ đi Tô Vũ phất tay. Đừng kích động như vậy. Một núi không thể chứa hai hổ. Một vương nhất mạch muốn thống nhất chư thiên. Vậy ta hỏi ngươi, nếu thế giới này chỉ có hai vị chủ nhân quy tắc, một vị ở chỗ chúng, một vị khác chính là ngươi, bọn chúng sẽ không đối phó với ngươi sao? Thế thì cũng phải xem bản lĩnh chúng tới đâu, võ hoàng cùng ngạo nói. Dù là ở trong đám chủ nhân quy tắc thì bản hoàng cũng không phải kẻ yếu, tô vũ cười ha hả Vậy ngươi xác định chúng chỉ có một vị thôi ư, võ hoàng hất càng, nếu là hai ba vị thì các ngươi còn có cơ hội sinh tồn được chắc cho dù có thì căng hết cỡ cũng chỉ là một vị nếu không chúng đã sớm giết sạch các ngươi tổ vũ chớ coi bản hoàng là đỏ ngớ ngẩn tất có lý tô vũ đáp nhưng nhất tộc đó có lẽ sẽ có không ít chuẩn vương tì như loại thực lực giống ta thì phải có đến mười mấy hai mươi vị lại thêm trăm vị hợp đạo ngươi cảm thấy ngươi còn có thể địch nổi à làm sao có thể tô vũ ngắt lời có đấy vạn tộc phát triển nhiều năm như vậy đại chiến không ngừng lần này ta đi lên đã giết chính vị Trần Vương. Hơn nữa số lượng còn sống không ít, chỉ sợ ta còn chưa giết được một nửa, giả như vạn tộc có 20 vị Trần Vương đi, mục phương nhất mạch chắc chắn không thể ít hơn vạn tộc được. Võ Hoàng không nói tiếp, Tô Vũ đang giật dây lão, lão tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Muốn lão giúp hắn làm đao giết người ư? Tô Vũ suy nghĩ nhiều quá rồi, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Tô Vũ thấy lão không lên tiếng thì cũng chẳng thèm để ý, tự mình nói tiếp. Vậy được ta hỏi một vấn đề cuối cùng, Võ Hoàng, ngươi biết cổng địa ngục là cái gì không? Chương 2970, hợp tác đôi bên cùng có lợi, cổng địa ngục, sắc mặt Võ Hoàng hơi phức tạp, hồi lâu sau mới mở miệng, ai nói cho ngươi biết, Nên nói năm xưa Ngục Vân từng tọa trấn nơi này nên ta mới hỏi ngươi một chút thôi, Võ Hoàng lên tiếng, cổng địa ngục ta từng nghe nói qua chứ chưa từng đến, cổng địa ngục, tên như ý nghĩa, cánh cổng thông đến địa ngục, hoặc nói đúng hơn đó là ranh giới giữa hỗn độn và vạn giới hiện tại, lão chậm rãi giải, giải thích từ sau khai thiên hỗn động cùng vạn giới phân chia nhưng mà theo thời gian lực lượng hỗn động vẫn đang không ngừng ăn mòn vạn giới truyền thuyết nói rằng để giải quyết vấn đề này để không cho lực lượng hỗn động tiếp tục lấn sân vì cường giả khai thiên bèn tạo ra cổng địa mục để ngăn cản hỗn độn ăn mòn đương nhiên đây là loại thuyết pháp thứ nhất loại thuyết pháp thứ hai là từ khi bắt đầu thái cổ và tộc cuột khởi cổ thú hoành hành một nhóm cường giả thái cổ đã xua đuổi cổ thú ra ngoài vạn giới chế tạo nên cổng địa ngục để không cho cổ thú vào được giới vực chúng ta đang ở bây giờ dù là để chống cự lực lượng hỗn độn hay là chống cự cổ thú thì đều nguy hiểm như nhau sở dĩ gọi nó là cổng địa ngục vì chỉ cần cường giả vạn tộc bước ra khỏi cánh cửa này đều sẽ gặp phải nguy cơ chí mạng tô vũ im lặng lắng nghe như kỹ hai loại thuyết pháp ấy chính như võ hoàng vừa nói vô luận là loại nào thì đều rất nguy hiểm năm đó một phương tọa trấn nơi này Nghe nói là thân mang vết thương trồng chất có lẽ là từng chiến đấu với cổ thú bên kia nói như vậy phía sau cửa là thế giới của cổ thú hoặc chỉ thuần túy là trốn hỗn độn biết những điều này xong tô vũ đã không có gì cần hỏi nữa không cần thiết nhưng võ hoàng lại vội vàng hỏi tiếp vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng ngươi đã trưởng khống bút đạo được bao nhiêu rồi tô vũ ra vẻ thần bí đây là vấn đề cá nhân võ hoàng gần giọng ngươi đã bảo rồi biết gì nói nấy tô vũ cười ha hả võ hoàng quả là biết tranh thủ cơ hội cũng được kỳ thật chẳng có gì phải giấu giếm đại khai ta đã nắm giữ tám phần Võ Hoàng kinh ngạc, ngươi cảm thấy còn bao lâu nữa thì có thể hoàn toàn trường khống bút đạo? Tô Vũ cười tùng tìm đáp, vấn đề này không nằm trong phạm vi trả lời của ta. Ta đã hỏi ngươi gì đâu? Võ Hoàng nhíu mày, suy tư một chút bày nói, ngươi trả lời ta, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Bí mật? Tô Vũ cười khẩy, không có hứng thú. Võ Hoàng nhìn hắn, lòng lão đã hơi nổi nóng. Ngươi hỏi ta, ta đều trả lời. Ta hỏi ngươi, ngươi liền nói rằng không có hứng thú. Lão cắn răng, ngươi đừng vội cự tuyệt, ta biết một chỗ chỗ kia cất giấu một kiện thần binh ông tô vũ ra vẻ hồ theo quả là nơi tốt chính võ hoàng giữ lại đi giải phong xong thì võ hoàng liền ra ngoài lấy nó để giúp thực lực tăng cường hơn mẹ nó võ hoàng điên cuồng mắng thần binh đó ngươi cũng không để ý sao ra hỏa cuồng vọng tô vũ thấy lão phẫn nộ thì hơi buồn cười không thể làm gì khác hơn là nói khẽ này đi võ hoàng giúp ta làm một chuyện ta sẽ nói cho ngươi biết không có khả năng võ hoàng hừ lạnh muốn lấy ta làm đau ư ngươi gì nói mộng tô vũ cũng không nóng này chậm rãi nói không phải việc lớn gì chỉ là một chuyện nhỏ thôi ta muốn dẫn thông thiên hầu rời đi ti mà đi thì lối vào từ tầng 7 đến tầng 8 sẽ bị chặt đứt lần sau ta đến đây cũng không tiện trừ phi mỗi lần đều đi qua thân thể của võ hoàng võ hoàng lạnh lùng nhìn hắn có ý gì tô vũ lại nói ta có một ý tưởng như vậy ta chuẩn bị mượn đường dùng một chút võ hoàng mở cho ta một thông đạo đặc thù trong thân thể đi để lực lượng cánh cửa của thông thiên hầu có thể chiến thấu từ tầng 1 đến tầng 7. như vậy Ta mang Thông Thiên Hầu đi thì vẫn có thể tùy thời truyền tống vào tầng 8, không cần thông qua tầng 1 đến tầng 7 nữa khốn kiếp, Võ Hoàng phẫn nộ quát. Ngươi muốn mở đường trong thân thể bản hoàng? Tô Vũ thản nhiên đáp. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng lẽ Võ Hoàng muốn mỗi lần ta đến đều phải đi từ tầng 1 đến tầng 7 sao? Nhất định mỗi lần đều phải đối mặt cùng ta mới vui lòng à? Chỉ cần ngươi buông ra hạn chế để Thông Thiên Hầu lan tỏa lực lượng, có thể trực tiếp xuyên đến tầng 8 từ bên ngoài, về sau nếu ta lại đến tự nhiên sẽ trực tiếp tiến vào tầng 8, không đi lòng vòng trong cơ thể ngươi nữa. Là tự mình mở đường hay là muốn mỗi lần ta đều đi xuyên qua cơ thể ngươi, võ hoàng tự cân nhắc đi. Võ hoàng biệt khuất muốn chết, hai lựa chọn này lão đều không muốn, nhưng chính như Tô Vũ nói. Nếu lão không đáp ứng thì mỗi lần Tô Vũ truyền tống vào đều phải đi thông qua cơ thể lão. Hồi lâu sau, võ hoàng cắn răng nói, nực, ta có thể trừ ra một thông đạo, về sau nếu ngươi đến thì không cho phép đi qua khiếu huyệt của ta nữa. Tô Vũ cười đắc, đương nhiên, đỡ tốn thời gian công sức ta phí tâm tư đi vào thân thể của võ hoàn làm gì đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi tâm tình tô vũ rất tốt như vậy khi lực lượng của thông thiên hầu xuyên qua thì hắn sẽ có hy vọng đả thông liên hệ giữa từ linh giới vực vạn giới và cả thượng giới đương nhiên thông thiên hầu còn hơi yếu nghĩ đến đây tô vũ bành quay ra hỏi y nếu ngươi không chịu lực lượng hạn chế từ tầng 1 tới tầng 7 thì có thể truyền tống từ vạn giới đến tầng 8 không thông thiên hầu vũ ngực đáp có thể từ linh giới vực thì sao thông thiên hầu nhai răng khẽ là khó bất quá thân thể võ hoàng liên thông từ linh giới vực trung truyền trong cơ thể lão thì cũng có hy vọng tô vũ gật đầu lại hỏi con thượng giới thì thế nào không thể thông thiên hầu trực tiếp lắc đầu thân thể võ hoàng không xuyên qua thượng giới trừ phi đào đùi của lão lên để thử xuyên thấu thượng giới xem thế nào bất quá độ khó hẳn sẽ rất lớn thông thiên hầu không thấy vẻ mặt lạnh lùng của võ hoàng nên tiếp tục lẩm bẩm võ hoàng đã bị bẩy gây hai chân rồi kéo nó ra rồi nghĩ biện pháp dựng thẳng lên đâm thủng hàng rào thượng giới thì sẽ có hy vọng trực tiếp liên thông tan giới. Không phải là không được, võ hoàng u lãnh sen vào, ngươi muốn chết đúng không? Thông thiên hầu núm núm vai, ta nói lời thật thôi mà, thật là những người này vì sao không thích nghe lời thật lòng nhỉ, cười thôi. Ta không nói nữa là được chứ gì. Tô Vũ nói. Ta đã biết. Bất kể như thế nào thì mang ngươi ra ngoài cũng tốt. Về sau có lẽ sẽ nhiều thêm một ít thủ đoạn. Ngươi phải cố gắng mạnh mẽ hơn một chút. Ngươi là cửa thành linh, nếu ngươi cường đại thì trên thế giới này hang giao hay phòng ngự gì đó đều chỉ là trò cười ngươi đi đến đâu cũng đều có thể mở cửa cửa thành linh kỳ thật tiềm lực rất lớn tô vũ nghĩ đến rất nhiều thứ cuối cùng hắn cười nói nếu ngươi có thể trở thành chủ nhân quy tắc bắc một cánh cửa có khi cũng có thể chặn đường thời không trường hà thông thiên hầu ngứa miệng muốn phản bác một câu làm sao ngài biết ngài đâu phải là ta hoi nhi trong lòng là được rồi vị này không để chọc phản bác nhiều khiến đối phương khó chịu giận lên đánh nát mình thì biết làm sao y lựa chọn ngậm miệng vậy chương 2971, tuyệt đối đừng làm hỏa với ta tô vũ nhìn về phía võ hoàng kẽ cười nói ngươi hỏi lúc nào thì ta có thể nắm giữ bút đạo việc này thật sự khó mà trả lời cụ thể nếu hết thảy thuận lợi thì có lẽ là khi hạ giới mỡ ra ta đã triệt để nắm giữ nếu không thuận lợi thì chẳng có cách nào nói trên đại thể hẳn là không trên lệch nhiều với lúc ngươi giải phong tô vũ cười ha hả đến lúc đó võ hoàng có thể thoải mái luận bàn với ta chơi đùa một chút cũng được nói không chừng bút đạo chẳng mạnh bằng đạo của võ hoàng đâu võ hoàng hít sâu một hơi trong lòng lão điên cuồng mắng một tiếng ta không tin thôi được thực ra là ta có hơi tin tưởng nhưng lão từ không phục lão cực kỳ không phục lão đã tu luyện vô số năm lúc này mới thành chủ nhân quy tắc tô vũ dựa vào cái gì lại nhanh như vậy lão cười lạnh hy vọng vậy đi như thế thì cũng càng thú vị hơn một chút còn nữa vạn giới đạo bây giờ đang có vấn đề không phải ngươi nói không cách nào trở thành chủ nhân quy tắc sao? Ta đương nhiên có biện pháp giải quyết, Tô Vũ không quá để ý việc này. Hắn đứng dậy, ban trà tiêu tán, lấy dưới mông võ hoàng cũng tức khắc biến mất, hại lão suýt nữa là đã thất thố, vẻ mặt võ hoàng rất khó coi. Gia hỏa này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, lão trở mặt còn không nhanh bằng hắn, võ hoàng mở đường đi, thông thiên. Ngươi lên trên đón người. Bớt ở lại nơi này chút, hơi có mùi hôi thối. Tô Vũ quay người rời khỏi, sắc mặt võ hoàng tái xanh giận dữ gầm lên ngươi đừng suốt ngày rổ cho khiêu khích ta nơi này là chỗ nào chính là cái mông tô vũ rõ ràng là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe không hắn là đang trực tiếp khiêu khích tô vũ quay đầu nhích miệng cười không phải khiêu khích võ hoàng đừng hiểu lầm ta không cần thiết khiêu khích ngươi ta chỉ nói lời thật mà thôi đương nhiên nghĩ kỹ thì cũng hơi có ý khiêu khích thật đấy võ hoàng lạnh mặt nhìn hắn tô vũ bình tĩnh nói ta đang tự hỏi ta có nên tìm cơ hội giết chết võ hoàng trước hay không? Nhưng ta lại lo lắng võ hoàng sẽ hòa hảo với ta. Vậy thì không còn lý do gì giết nữa rồi, không giết võ hoàng. Vạn đạo của ta khả năng là sẽ có một đạo không hoàn thiện, cho nên, chúng ta cứ tiếp tục làm kẻ thù đi. Ngươi tuyệt đối đừng chủ động xuống nước với ta nhé. Võ hoàng suýt nữa đã tức đến thổ huyết, lão đen cuồng, phẫn nộ quát. Ngươi nằm mơ đi, Tô Vũ, nếu ta phá phong, ta sẽ giết ngươi trước tiên. Tô Vũ tươi cười như vậy là tốt nhất. Lần đây ta chỉ sợ cường giả nhân tộc các ngươi lại hòa hảo với ta. Thế chỉ vạn đạo của ta không dễ hoàn thiện, tiếp tục cam thủ ta đi. Càng cam thủ ta, ta giết ngươi càng an tâm, ta là kẻ dễ mềm lòng lắm, lần xanh trên chắn võ hoàng nổi lên. Lời này của Tô Vũ chính là đang chào phúng lão, nhưng thực lòng thì Tô Vũ không hề có ý chào phúng. Hắn đang tự ngưỡng xem nên hoàn thiện đạo của mình như thế nào, dù sao hắn cũng không tu nhẫn đạo, bất chiến hay võ hoàng đều như nhau, đừng ai hòa hảo với hắn hết hắn không cần ta đang rất nghiêm túc lời ta nói không hề giả dối ta thực sự rất dễ mềm lòng nếu hai vị này bỗng nhiên khóc lóc và nài muốn làm tiểu đệ vậy thì ta cũng không dễ ra tay mềm lòng dễ gây sai lầm không xử lý các ngươi để hoàn thiện đại đạo chẳng lẽ lại xử lý lam thiên và lão vạn kế thì qua cầu rút ván quá mục phương nhất mạch cũng thế tốt nhất đừng đột nhiên thay đổi không cần đâu cứ để ta xử lý xong mọi việc ta vẫn đang chờ giết các ngươi để hoàn thiện lực lượng đại đạo đây từng suy nghĩ hiển hiện trong đầu tô vũ hắn khoác khoát, khoát tay trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầng 7. mà sắc mặt võ hoàng thì càng lúc càng tối sáng tô vũ hỗn đản thật sự quá càn dỡ. ngươi cho rằng chủ nhân quy tắc như ta chỉ có hư danh thôi sao chờ xem võ hoàng hừ lạnh một tiếng bản hoàng mà lại sợ một tên mao đầu tiểu tử như ngươi chắc ngũ hoàng bệ hạ khi tô vũ quay lại tầng táng một đám người đều đang rất hưng phấn vì thu hoạch không ít tô vũ quét mắt một vòng rồi nhìn về phía minh vương phủ xa xa đoạn hỏi đại minh vương chưa ra sau vẫn chưa đại chu vương đáp ta đã đi xem nhưng trong minh vương phủ có trận pháp giam cầm ta không thể vào được tô vũ đạp không phóng lên bay về phía minh vương phủ giờ phút này bên ngoài minh vương phủ có đại trận hiển hiện tô vũ hơi nhíu mày đưa tay thử gió xét trong hư không nhân chủ ấn rơi xuống hắn cẩn thận cảm ứng trong nhân chủ ấn địa vực của đại minh phủ có khí vận nồng đậm cung cấp rất nhiều lực lượng khí vận cho đại ấn của hắn cảm ứng một phen tô vũ cười khẽ hẳn là có cơ duyên cũng tốt Ai cũng đều có cơ duyên của riêng mình, Ninh Vương là lão tổ tông của Đại Minh Vương, chắc Đại Minh Vương không sao đâu. Nói rồi Tô Vũ phân phó, "Đi, chúng ta về trước, Võ Hoàng đã mở đường, sau này tông thiên tùy thời có thể truyền tống chúng ta tới tầng 8, không cần phải chờ tại đây nữa." Hắn còn có chuyện phải làm, hơn nữa còn phải mau chóng quay lên thượng giới, ai biết ở thượng giới lúc nào thì đánh nhau, nếu không đi để nắm trực tiếp tình báo, Tô Vũ sẽ không yên lòng. Đại Chu Vương kinh ngạc hỏi, "Võ Hoàng mở đường?" ý của vũ hoàng là chính là mượn đường mà đi có thể để lực lượng thông thiên thẩm thấu tới tinh vũ phủ đệ dù sao đây cũng là thân thể của lão lão có thể khống chế đại chu vương hít sâu một hơi sao ngươi làm được không phải võ hoàng cực kỳ oán hận nhân tộc sao vì sao lão lại nghe người mấy vị hầu thượng cổ khác cũng cực kỳ bất ngờ chuyện này mà cũng được à tô vũ không định giải thích nhiều chỉ nói thông thiên hầu có thể truyền tống rời đi không thông thiên hầu cấp tốc cảm ứng một lượt rồi đáp có lẽ được ta có thể cảm ứng được lực lượng bên ngoài bất quá tầng 8 không thông ra ngoại giới nên còn phải trung truyền tới tử linh giới vực về sau ta sẽ nhìn xem liệu có thể trực tiếp truyền tống đến vạn giới hay không hiện tại y có thể cảm nhận được lực lượng của tử linh dù sao tầng 7 cũng có tử linh thông đạo tô vũ nghĩ ngợi chốc lát bèn gật đầu vậy thì tới tử linh giới vực trước thông thiên hầu cũng không nhiều lời mau chóng hóa thành cửa cánh cửa dần dần mổ ra đối diện mơ hồ có hư ảnh bắn tới bên đó chính là tử linh giới vực chương 2972 tử linh giới vực một một lát sau tô vũ và một đám người bước vào trong cửa theo lực lượng dao động mọi người chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện tại tử linh giới mà ngay khi họ xuất hiện khí tức sinh linh dung truyền tử linh trường hà cũng bắt đầu dung truyền theo lam thiên vung tay lên từ khí tràn ngập che đậy sinh khí tô vũ cũng lấy nhân chủ ấn ra dùng nó che lấp khí tức của mọi người hắn cần phải tránh kích thích tử linh thiên hà dung truyền bên kia gần đây đã ra đời không ít cường giả tử linh bọn hắn vừa xuất hiện không lâu đã chuyển đến một cỗ khí tức tử linh cửa hắn đám người định quân hầu đều khẩn trương muốn chết đây chính là tử linh giới vực tuy trước đó tô vũ đã nói nơi này là địa bàn của hắn thế nhưng không chờ bọn họ kịp như nhị hì kích thật xa thanh lâm hưng phấn của lam sơn hầu đã vang lên bệ hạ tốc độ của lam sơn hầu cực nhanh lái lên một cái rồi biến mất rất nhanh đã hiển hiện quỳ một chân trên đất kích động hỏi thăm tham kiến bệ hạ bệ hạ trở về lúc nào vậy lam sơn có ý bất ngờ hô nhỏ một tiếng lan sơn hầu ngẩng đầu nhìn lên có vẻ như nhận ra đối phương nên cực kỳ mừng rõ anh vũ ngươi còn sống sao anh vũ tướng quân cũng vui vẻ tiến lên trước đó ta nghe nói ngươi đang ở tử linh giới vực còn tưởng rằng khuôn mặt đen thuy của lan sơn hầu lộ ra nét vui mừng nhiều năm không gặp anh vũ ngươi cũng đi theo bệ hạ rồi là anh vũ tướng quân không biết nên nói gì ngươi vừa thấy mặt liền hỏi ta cái này thật là vô nghĩa lan sơn hầu lại không quan tâm những chuyện đó nàng nói chúc mừng bệ hạ dưới trướng lại tăng thêm chiến tướng Nam xưa anh vũ cũng là một mãnh tướng chỉ là thời vận không đủ chậm chạc khôn cách nào bước vào hợp đạo nên mới chưa thể phong hầu nếu chết sớm như ta thì đã có thể truy phong rồi lời đài sao nghe không thích hợp chút nào nhỉ hóa ra anh vũ còn sống thì không xứng phong hầu chết rồi mới có thể truy phong anh vũ tướng quân hơi hậm hực lam sơn những chuyện cũ dít ấy còn nhắc lại làm gì lam sơn hầu cười nói không ta phải nói với bệ hạ một tiếng bệ hạ năm đó anh vũ dũng mãnh thiện chiến nhưng lại khó phong hầu nếu bệ hạ chấp trưởng chư thiên anh vũ lại có công thì kính xin bệ hạ thử cho nàng một danh hào để làm tròn giấc mộng phong hầu của nàng tô vũ bật cười mấy ngày không gặp ngươi vừa gặp ta lại muốn xin phong tước thay kẻ khác rồi lam sơn hầu hưng phần nói chỉ là do nhìn thấy hào hữu ngày xưa nên ta hơi kích động dù không cùng một danh thì chuyện anh vũ thiện chiến chẳng cần nhờ năm xưa anh vũ vệ và lam sơn vệ đều nổi danh như nhau thuộc hạ thấy nàng thì rất vui vẻ tô vũ khoát tay nể mặt Lam Sơn, nếu ngày sau Anh Vũ tướng quân có công thì sẽ không thiếu của ngươi một chiếc hầu. đa tạ bệ hạ. Lam Sơn hầu mừng rõ nhìn về phía Anh Vũ tướng quân, mà Anh Vũ tướng quân thì hơi mơ mơ hồ hồ, nửa ngày sau mới vội vàng nói: đa tạ Vũ Hoàng. Tô Vũ mỉm cười cũng không nhiều lời, mà Lam Sơn hầu nhìn thoáng qua những người khác, nàng không nói gì nhiều. dù sao chẳng quá thân quen, đừng tưởng đều là cường giả thượng cổ thì áp phải biết nhau hết, dù sao người thời đó rất nhiều, không phải người nào cũng sẽ quen thuộc nàng không mấy ấn tượng với mấy vị ở đây nhưng mà rất nhanh lại có mấy tôn tử linh hầu đuổi tới đám người chính dương hầu lại khá thân quen với nhóm hỏa vân hầu rất nhanh những lão nhân nhiều năm chưa gặp này đã vui về túng tụng trò chuyện ở phía trước tô vũ lại đang bàn chuyện chính sự với lam sơn hầu và hà đầu hà đầu không có hứng thú đối với những vị cổ lão kia lúc này y ngược lại hơi kích động vì chuyện khác cấp tốc báo cáo bể hạ ta đã tìm ra mấy học sinh của văn vương rồi bất quá họ mới vừa khôi phục nên không mấy tỉnh táo hơi tương tự với ngốc ngốc trước kia hẳn là gần đây tử linh trường hà không ngừng dao động nên mới có thể thức tỉnh y nói chờ họ vững chắc bản tâm tu luyện một thời gian thì sẽ khôi phục không ít ký am ức tô vũ giận dò tìm được là tốt ngươi nhớ phải bảo hộ bọn họ kỹ càng tô vũ rất xen trọng học trò của văn vương thế nên tâm tình hắn lúc này không tệ những người này đều có thể tháo gỡ bút đạo cảm ngộ đại đạo ắt sẽ không yếu sẽ có trợ giúp không nhỏ với việc chứng đạo của ta sắp tới thời đại bây giờ kẻ chuyên tâm làm nghiên cứu quá ít Tô Vũ thực sự rất coi trọng mấy vị tiền bối đó. Về phần bọn họ có thực lực hay không thì chẳng cần để tâm, đầu óc có thể sử dụng là được, nề sau hắn phải hợp vạn đạo, độ khó hiển nhiên không nhỏ. Lần trước hắn cùng với đám người Lam Thiên đã nghiên cứu một chút về hỗn độn đạo, trong hỗn độn đạo có rất nhiều thành phần chưa được chia tách ra, cũng chưa thể phân giải ra ngoài, chuyện này cần thời gian, cần lý giải sâu sắc đối với đại đạo. Đáng tiếc Tô Vũ làm gì có thời giờ chuyên tâm đi nghiên cứu, nếu có thể tìm về hết mấy vị đỏ đệ của Văn Vương, hoặc là dứt khoát phục sinh cho họ thì tất nhiên là sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tô vũ mở đạo hàn huyên một hồi nam vương cũng cảm ứng được tô vũ đến rất nhanh bà đã đuổi tới nam vương cao ngạo hơn lam sơn hầu nhiều chỉ lướt mắt nhìn qua đám anh vũ một lượt rồi chẳng để ý thêm vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy tô vũ thì bà lại nở nụ cười ấm áp tiến lên trò chuyện với hắn hỏi thăm về chuyến đi lên thượng giới mấy ngày qua nam thiên vương giờ phút này mấy vị cường giả thời thượng cổ đang bí mật truyền âm anh vũ không quá thoải mái lén lút nói xấu bà ta kiêu ngạo quá nhìn thấy chúng ta mà mặt cũng đen thui người ta vốn là mặt đen mà định quân hầu bật cười chuyển âm đáp rất nhanh gã lại nói ai bảo người ta mạnh chứ và lại địa vị cũng cao nữa tử linh từ thiên vương dựa theo cấp bậc thì ngang hàng với nhân vương hầu thượng cổ như chúng ta còn thấp hơn một bậc ngươi thì còn tính là thấp hơn nữa một kẻ chỉ mới phong hào tướng quân như người thì người ta để ý làm gì lời này khiến anh vũ không phản bác được nhưng nàng vẫn ngứa miệng đáp lại không nghe thấy sao? Sắp tới chư thiên nhất thống thì ta sẽ được phong hầu. Phong hầu rồi thì ngươi vẫn thấp hơn Nam Thiên Vương một bậc. Định quân hầu tiếp tục đâm chọt một câu. Anh Vũ khó chịu thế nhưng cũng không có cách nào cả. Bởi vì đây là sự thật. Nàng hơi hậm hực. Bây giờ, ám ảnh hầu xen vào. Không nghĩ tới nhân chủ đã thực sự nắm giữ toàn bộ tử linh giới vực. Ngoại trừ thời thượng cổ ra thì mấy triều tịch trước cũng không có ai đám qua lại tử linh giới vực không kiêng nể gì như này một đám người sống dạo chơi thoải mái ở tử linh giới vực chính là chuyện lần đầu tiên có trong người vạn năm qua mấy người khác không nói gì kỳ thật họ cũng đều thấy rõ trong lòng ai nấy đều chấn kinh cũng may tô vũ trong một lần đã giết 8 tôn thiên vương giúp cho năng lực chịu đựng của bọn họ tăng lên không ít mà vân thủy hầu thì lại liếc mắt trêu chọc nhìn anh vũ những người khác cũng thấy đều nhìn về phía anh vũ tướng quân như muốn nói khi đó không phải ngươi nói tân nhân chủ rất chảm sao không phải là con dối sao ngươi nhìn kìa Người ta vừa đến tử linh giới vực thì cường giả nơi đây đều tranh chúc tới bái kiến. Nam Vương Hai Lam Sơn Hầu đều hệt như nhau. Lúc đi chuyển họ đều không dám vượt qua một bước. Tô Vũ đi phía trước. Hai vị kia theo phía sau. Nam Thiên Vương kiệt ngạo như thế nhưng giờ khác này ở trước mặt Tô Vũ thì cũng phải cẩn trọng tân thủ quy củ. Anh Vũ không nói gì hết. Nhìn cái gì vậy? Đừng có nhìn. Sao lúc đó ta biết được mọi chuyện là như thế này? Trưa 2973, 973 tử linh giới vực 2, quy khư chi địa thế nào rồi? Tô Vũ vừa đi vừa hỏi, hắn rất quan tâm đến vấn đề này. Nam Vương nghe thế liền trả lời, rất loạn, gần đây chỗ Bắc Vương và Quy Khư Chi địa hình như nổi lên phân tranh, những tên bị phong ấn khống chế một nhóm người đang đại chiến với người dưới trướng Bắc Vương. Cường giả khôi phục trong Tử Linh Thiên Hà đã bị ta đuổi đến đến Quy Khư Chi địa, cũng tham dự đại chiến cả rồi Nam Vương ngưng trọng nói, có chuyện này ta nhất định phải nói một chút, dưới trướng Bắc Vương có một vị Long Huyết Hầu rất được coi trọng, mấy lần đại chiến đều là Long Huyết Hầu xuất lĩnh cường giả tham chiến, bây giờ chiến lực càng ngày càng mạnh quy khư chi địa đã vẫn lạc năm sáu vị tử linh hầu nam vương nói tiếp thực lực của long huyết hầu chỉ sợ là không kém gì lam sơn cứ tiếp tục như thế ta hoài nghi hắn có có thể trở thành vị thiên vương tiếp theo tô vũ ngạc nhiên thực lực của hắn tiến bộ nhanh như vậy mà bắc vương không quản sao bắc vương không có cách nào quản được nam vương lắc đầu bởi vì hiện tại bắc vương cũng không dễ chịu gì kẻ dưới trướng hắn ta hình như đều có liên hệ với đám bị phong ấn kia dẫn đến hắn ta chỉ có thể nể trọng long huyết hầu quy khư chi địa rất hung hiệp lúc này mới qua chưa được bao lâu mà đã chết năm sáu vị tử linh hầu ta thấy sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát đại chiến thiên vương sắc mặt bà hơi nặng nề a lo bọn chúng sẽ giết tới tứ vương vực tô vũ cười xỏa không có việc gì nam vương ở đây thì chúng sẽ bị áp chế một chút tạm thời chúng không dám giết trở về đâu nam vương gật gật đầu nhưng vẫn phải chuẩn bị chuyện về sau tô vũ lại hỏi chết một nhóm tử linh hầu xong thì nam vương có hy vọng tiến thêm một bước không Nam Vương thở dài, lắc đầu, "Khó lắm, thực lực của ta sau khi Đông Vương, Tây Vương chết đi, kỳ thật đã tiến bộ một chút, so với lúc trước thì đã mạnh hơn rồi. Nếu có thể tiến thêm một bước thì đó chính là tiếp cận chủ nhân quy tắc chân chính, trừ phi lại chết thêm mấy Tôn Thiên Vương." Tô Vũ như có điều suy nghĩ, cười nói, "Cũng không phải là không được, cứ chờ xem đi. Chết thêm mấy tên Thiên Vương thì có lẽ Nam Vương cũng có thể đạt tới mức độ Thiên Hà Thiên Tôn." chính là giống như bách chiến ôm nam vương đã hiểu nếu lại chết thêm ba năm vị thiên vương có lẽ thật sự sẽ có hy vọng nhưng điều kiện tiên quyết là không có người nào tranh đoạt với ta có hy vọng dù thiên vương không đủ thì chết một đám tử linh hầu cũng giống vậy cả thôi tô vũ cười khẽ long huyết hầu đã gia tăng thực lực hắn cũng có thể cảm nhận được tử linh đại đạo của mình đã được đối phương ngươi béo béo mập mập tốt lắm tiếp tục cố lên hãy nuốt sạch toàn bộ người của bắc vương và những tên dưới trướng đám đang bị phong ấn cũng như các cường giả trong tử linh thiên hà khi đó ngươi sẽ sớm bước vào lĩnh vực thiên vương đến lúc đó lại giết chết bắc vương sau đó giết chết đám bị phong ấn thì ta sẽ xem trọng ngươi ngươi nhất định có thể trở thành cường giả thiên tôn cuối cùng ta mới tới rút đi đại đạo của ngươi khi ấy có lẽ trang tử linh của ta sẽ không thua kém gì trang của ma tộc thậm chí có khả năng còn mạnh hơn nhiều trang sách ma tộc dù sao chỉ là nuốt một vị chủ nhân quy tắc đã chết người vạn năm mà long huyết hầu lại nuốt nhiều thiên vương đương còn sống nên có khi hiệu quả lại càng tốt hơn đừng đụng tới long huyết hầu Tô Vũ lại đặn dò một câu, Nam Vương như có điều suy nghĩ mà nhìn hắn, Lam Sơn Hầu ngơ ngác hỏi: "Bệ hạ, chẳng lẽ Long Huyết Hầu là người của chúng ta, không phải vậy không nên biết thì không nên hồi ta biết rồi." Lam Sơn Hầu gật gật đầu, Tô Vũ cười bảo: "Ngươi sắp bước vào lĩnh vực Thiên Vương, ngươi cũng đã ăn rất nhiều tử linh cường giả, sao vẫn chưa thành công thế?" Lam Sơn Hầu hơi xấu hổ, nàng cảm thấy mình đang bị Tô Vũ ghét bỏ, bệ hạ cũng biết, ta không thông minh như Hà Đồ, cảm mộ đại đạo lại không nhanh bằng y, Tử linh đạo cũng không phải thứ ta am hiểu tô vũ xua tay được rồi cứ chậm rãi luyện rèn đi hắn lại nhìn về phía lam thiên lưu hồng thế nào rồi lam thiên cảm ứng một lúc cười đáp còn đang ở chỗ kia tiên tâm đi liệt thiên bảng vẫn còn thì gã vẫn chưa chết còn chưa đi ra sao tô vũ hơi ngoài ý muốn không khỏi cảm khái cũng không tệ nói rồi hắn đột nhiên mở thiên môn ra nhìn lên trên không do xét vị trí của mặc đạo hắn muốn xem xem lưu hồng tiến bộ thế nào tại vạn giới thời không trường hà có quá nhiều nhánh nên không dễ nhìn nhưng mà ở đây toàn bộ tử linh đại đạo chỉ có mỗi một dòng chính nên dễ dàng quan sát được vị trí của mặc đạo rất nhanh ánh mắt tô vũ sáng lên hắn đã thấy được giờ phút này trên mặc đạo cuốn quanh bởi một đầu tiểu đạo hơi có khuynh hướng vườn quanh đại đạo nói cách khác lưu hồng sắp sửa bước vào hợp đạo cảnh tô vũ nhắc nhở chờ lưu hồng đi ra thì nam vương hãy đi tìm gã bảo vã quấy động tử linh trường hà bức bách cường giả ẩn tàng trong tử linh thiên hà xuất hiện đuổi hết tới quy khư chi địa đi nam vương khẽ lật đầu xem như đã nhiều kỹ tô vũ vừa đi vừa an bài mọi chuyện trước mắt thì tử linh giới vực đều ổn thỏa ngoại trừ quy khư chi địa thường xuyên bạo động thì tứ vương vực cùng chấn vinh vực đều rất yên tĩnh cư giả thức tỉnh trong trường hà phân lớn đều bị đuổi hết đi gia nhập vào trong chiến đấu ở quy khư chi địa hàn huyên một hồi thì cũng đã đi đến bên giới hồng mông cổ thành một nháy mắt hồng mông lão quy hiển hiện trên mặt đầy ý cười vũ hoàng trở về lão thân không kịp tiếp đón từ xa khách khí lão quy nhìn thấy mấy vị hầu thượng cổ thì cũng tươi cười tiến lên chào hỏi mà tô vũ nhìn thoáng qua lão quy thì ý cười liền hiện lên trong mắt cảm giác ngài sắp tiến nhập thiên vương rồi gần đây tiền bối có lĩnh mộ gì sao đã có một ít cảm ngộ giờ chỉ còn thiếu chút xíu sẽ sớm thôi lão quy vốn đã là hợp đạo đỉnh cấp là sự tồn tại có thể giao chiến cùng thiên vương hiện tại lão lại đem đến cho tô vũ cảm giác hẳn là tùy thời có thể bước vào một bước kia tâm tình tô vũ càng thêm vui vẻ lão quy nam vương lam thiên phỉ cầu vạn thiên thánh đại chu vương lam sơn hầu hoặc là đã đạt tới tình trạng đỉnh phong hoặc là đã tấn cấp nói chung đều có chiến lực đấu một trận với thiên vương chân chính kể từ đó chiến lực dưới trướng hắn cũng càng thêm cường đại điều này cũng khiến tô vũ càng thêm an tâm lần này lê thượng giới tao ngộ không ít cường giả khiến lòng tô vũ hơi bất an hiện tại xem ra thực lực phía bên mình cũng tiến bộ rất nhanh trò chi điện xong xuôi tô vũ mới nhanh chóng bước ra khỏi tử linh giới vực chương hai hội nghị hợp đạo đi ra khỏi tử linh giới vực tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra dù sao ở lâu trong đó vẫn khiến bọn họ bị đè nén đi về nhân cảnh tô vũ nói một tiếng cất tốc đạp không bay về hướng nhân tộc đám người nhao nhao đuổi theo bay được một nửa tô vũ bỗng nhiên chuyển hướng về phía mệnh giới có lẽ vạn thiên thánh còn đang ở chỗ mệnh hoàng mà lúc này đám định quân hầu đều hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một hỏi thì ai ai cũng lộ ra về mặt ngương trọng toàn bộ chư thiên chiến trường đều đang có cuộc chiến lớn cuộc chiến nhỏ có điều nhìn kỹ lại thì phần lớn đều là đại quân của nhân tộc đang tấn công tiểu giới lại nhìn về hướng thần ma tam tộc bây giờ ở bên ngoài giới vực đều có một đạo bình chứng vô hình hiển hiện phong giới hạ giới thật sự đã rơi vào tay tô vũ càng xem thì họ càng kinh hãi nghe nói thì nghe nói nhưng tận mắt thấy cảnh này vẫn khiến mọi người rung động dù là vào thời kỳ đỉnh phong của bách chiến thì nhân tộc cũng không thể làm đến bước này không thể nào đánh hạ vạn giới một lát sau họ đã đi đến khu vực mệnh sơn bệnh hoàng sớm đã cảm ứng được khí cơ quả nhiên và thiên thánh cũng đang ở đây nhìn thấy tô vũ thì mệnh hoàng không khỏi kinh ngạc đối phương tiến bộ quá nhanh rồi thực lực này là đã đạt tới chuẩn vương sao lòng ông ta thất kinh trong khi những người khác nhìn thấy mệnh hoàng tự mình ra nghênh đón thì đều không khỏi bất ngờ hỏa vân hầu nhị không được truyền âm ta nhớ ở chiếu tịch trước bách chiến muốn thâu tóm mệnh tộc thiên mệnh hầu đã tự mình hạ giới nên chiến sao hiện tại vô mệnh lại ngoan như vậy rồi đối đãi quá khác nhau thực lực của bách chiến mạnh hơn hẳn tô vũ và lại khi đó nhân tộc còn mạnh hơn bây giờ nhiều, cung minh vũ hoàng. Tô Vũ khoát khoát tay, chờ khách khí, lần này ta đến thượng giới đã thấy được thiên mệnh hầu. Quả thực rất cường đại, đạt đến lĩnh vực thiên tôn, vô mệnh, lần này không tiện tiếp xúc với thiên mệnh hầu. Lần sau ta sẽ tìm một cơ hội tâm sự với ngài đấy sau lên thế mệnh hoàng cười nói. Ta cũng đang chờ cơ hội để thiên mệnh hầu câu thông với hạ giới. Chỉ cần câu thông thuận lợi, ta sẽ thúc đẩy giao lưu lần này. Tô Vũ mỉm cười, vậy thì làm phiền ngài, Vô Vũ nói xong bành quay sang dặn dò Vạn Thiên Thánh, Vạn Thự Trưởng, làm phiên ngài phải đi một chuyến, ta muốn triệu kiến hợp đạo các tộc tụ họp tại nhân cảnh, đúng rồi, ngươi ở chỗ thông đạo cũng gọi về hết đi. Mãi trừ cường giả đóng quân ở tứ đại giới vực thì toàn bộ hợp đạo còn lại đều phải trở về, dõi Vạn Thiên Thánh đáp lời, rất nhanh ông lại nói. Vậy còn các hợp đạo đang bị trấn áp tại các giới, cũng mang đến hết đi. Tứ đại hợp đạo của vượng, Phủ, côn bằng và long tộc đều đã bị trấn áp. Long tộc thì bị Tô Vũ giam ở nhà cũ của Văn Vương, bây giờ Tô Vũ đang suy nghĩ xem có nên giết luôn bọn họ hay không. Trần Áp thì biết đâu về sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên, nếu giết ở bên ngoài thì dễ dàng bộc phát dị tượng, bất quá nhà cũ của Văn Vương là trốn không quy tắc, giết ở đó sẽ không có động tĩnh gì. Điều duy nhất cân cân nhắc chính là giết bọn chúng thì có thể khiến đồng tộc ở thượng giới cảm ứng được, Long tộc Tô Vũ không sợ, dù sao đã giết cả một nhóm, mấy tộc như phụ tộc Tô Vũ khẽ cười, không được thì đem lên thượng giới rồi giết nói không chừng còn có thể dẫn dục cường giả các tộc tới tìm chết không cho chuyện nhiều ở mệnh giới tô vũ gặp được vạn thiên thánh ở đây bèn dặn đo vài câu rất nhanh hắn đã dẫn người về đông lịch cốc lại hàn huyên một hỏi đối với việc còn chưa tới một tháng mà tô vũ đã bình an trở về tất cả mọi người đều thấy rất hoan hy nhất là khi tô vũ còn ma thăng mấy vị cường giả thời thượng cổ thì càng làm cho các vị đại tân vương phân chấn thực lực của nhân tộc lại mạnh hơn tô vũ giao người cho đại tần vương xong liền đi tới nhà cũ của văn vương còn hiện hắn muốn tổ chức hội nghị hợp đạo thì cứ để cho bọn họ tự chuẩn bị trước, hắn không cần phải xen vào, Đông Lệ Cốc. Các vị cường giả lần lượt nối đuôi nhau tới, bây giờ nhân tộc có không ít hợp đạo, không gian thú hoàng mang theo hoàng cửu, vừa đến Đông Lệ Cốc thì trong lòng y liền rung động, y cảm ứng được rất nhiều khí tức của hợp đạo, trong lúc y còn đang mê mang cảm ứng thì nơi xa, hống hoàng của cổ hống nhất tộc cũng phá không lao đến, nhìn thấy lão thì ánh mắt lóe sáng, truyền âm hỏi, lão gia hỏa, cảm ứng được chứ? Cảm ứng được rồi không gian thú hoàng kinh ngạc không thôi truyền âm qua hỏi nơi này rốt cuộc có bao nhiêu hợp đạo cảnh nhỉ không rõ ngươi còn chưa tới đủ đâu nương theo lời của bọn họ rất nhanh vạn thiên thánh đã đi ra tươi cười bắt chuyện chư vị tới đại điện trước đi vũ hoàng ra ngoài còn chưa trở về chờ một lát nữa đã cũng coi như có cơ hội làm quen với nhau hàn huyên một chút miễn cho người trong nhà mà lại không biết lẫn nhau hai vị thú hoàng nghe vậy thì không nhiều lời hóa thành hình người Hơi hơi chắp tay với Vạn Thiên Thánh rồi đi về phía Vũ Hoàng Đại điện cách đó không xa, trong đại điện, nhân tài đông đúc tụ hội. Bên phía các vị chấn thủ, tính cả lão quy thì trọn vẹn có 10 vị hợp đạo cảnh, hôm nay đến 6 vị, 4 vị còn lại đang chấn thủ bốn giới, thực thiết, không gian, cổ hống, bệnh tộc, tổng cộng 5 vị hợp đạo, nhưng chỉ tới 4 vị, bên phía nhân tộc, đại tần, đại hạ, đại chu, đại minh, thiên nhạc, lam thiên. Vạn Thiên Thánh lại thêm mấy vị thượng giới và cả trọng minh mới hợp đạo không lâu cả thầy có 13 người đại ninh vương cũng đã được thông thiên hầu đón về mà bây giờ thông thiên hầu và đa bảo đang trốn ở một nơi nhỏ lánh lén lè lút lút trò chuyện với nhau bên nhà cũ của văn vương thư linh và trả thụ cũng đều xuất hiện bao gồm cả phệ thần tộc hai vị cục lông lớn bây giờ đang hết nhìn đông tới nhìn tây hiếu kỳ không rõ lần này tô vũ tìm bọn họ làm gì lại cũng tò mò sao lại có nhiều hợp đạo như vậy giờ phút này mãi trừ bốn vị chấn thủ không tới và cửu người không đến thì con có phi cầu và đại thụ trong nhà văn vương là chưa có mặt trong đại điện đại tân vương rất kích động truyền âm cho đại hạ vương không thể tưởng tượng nổi nhân tộc ta vốn chẳng có lấy một tôn hợp đạo bây giờ nơi đây lại hội tụ đông đảo hợp đạo cảnh hơn 30 vị so với triều tịch trước dĩ nhiên là ít đi không ít nhưng ở triều tịch này chỉ một năm trước thôi nhân tộc còn chẳng có một ai hiện tại trong đại điện số lượng hợp đạo đều sắp vượt quá số lượng vĩnh hằng trước đó đây là còn chưa tính đến từ linh giới tính cả vào thì dĩ nhiên vượt qua số lượng vĩnh hằng trước kia của nhân tộc cường giả nhân tộc cực kỳ hưng phấn cực kỳ kích động cường giả các tộc khác cũng chấn động không thôi thật đúng là không thấy thì không biết chỉ riêng sinh linh hợp đạo thì đã có tới hơn 30 vị trong khoảng thời gian ngắn tô vũ đã hội tụ cường giả các phương chỉ chớp mắt nhân tộc lại lần nữa trở thành đỉnh cấp bá chủ hạ giới tan đại tộc đều đã phong bế còn may là bọn họ đã làm thế bằng không nhìn thấy nhiều hợp đạo thế này thì kiểu gì cũng phải sụp đổ khi mọi người ở đây đang khay khẽ bàn luận, bỗng nhiên cả đám cảm nhận được hai cỗ khí tức mạnh mẽ. Trong nháy mắt, tô vũ đạp trên thời không trường hà đi tới. Đi cùng hắn không phải ai khác mà chính là phi cầu. Phi cầu tò mò nhìn quanh, thấy nhiều người như vậy thì nó còn hơi kinh ngạc. Quay đầu liếc qua tô vũ, tô vũ cười nói: đừng nhìn, đừng có gấp. Tinh vũ ấn và nhân chủ ấn của ta đều đặt ở bên kia. Muốn trần áp ba đến 5 năm cũng thoải mái, nhưng mà hoa của ta đại thụ sẽ tới hoan vậy được rồi. Phi cầu đành phải nhận mệnh, Khơi thôi, thôi. Tô Vũ đã trả hòn đá nhào lại, nên chủ ấn của hắn cũng đang hỗ trợ trấn áp. Tiểu Bạch Cầu không ở đó thì đại thụ cũng có thể lo liệu được. Dù sao đại thụ đã khai trí, ít nhiều gì vẫn có thể đảm đương nhiệm vụ tưới hoa. Tính ra thì đủ nó có rời đi 10 ngày nửa tháng thì cũng không có chuyện gì. Tô Vũ hạ xuống đất, Tiểu Bạch Cầu tò mò nhìn quanh, một lát sau nó bèn bay về phía bánh nhân đậu. Đôi mắt to của bánh nhân đậu lộ ra vẻ nhỉ hoặc, "Yểu Hỏa từ nhà ta không đến à. Lại ném tiểu hỏa tử của ta đi rồi." Phi Cầu lúc lắc đầu, trong lỗ tai rớt ra một cục lông nhỏ nó u oán nhìn lướt qua tô vũ bên trên sau đó tức giận bay đến trên đầu cục lông lớn hương hương không còn thương ta nữa thế mà lại không cho ta trốn vào trong biển ý chí tô vũ đương nhiên không thể chiều theo ý nó hiện tại biển ý chí của hắn có quá nhiều vật dụng cường đại cục lông nhỏ tiến vào trong lỡ mà động đến cái gì thì dễ dàng xảy ra chuyện tới lúc đó có khi cả nó và hắn đều gặp nguy hiểm chương hai luận công ban thưởng một nhìn thấy phỉ cầu ngồi xuống bên cạnh bánh nhân động tô vũ liền an tâm đi lên ghế chủ vị hắn nhìn quanh một phòng rồi tươi cười cất tiếng còn mấy vị hợp đạo không tới ở bên tử linh giới vực ta cũng không chịu kiến nhìn thấy chư vị tâm tình ta liền tốt hơn hẳn tô vũ cảm khái lần này lên thượng giới ta nhìn thấy các tộc có đông đảo hợp đạo thiên vương cũng không ít vốn dĩ ta cảm thấy rất áp lực hiện tại xem ra vũ hoàng phủ cũng không yếu phía dưới lam thiên vui về xen vào vũ hoàng không cần khiêm tốn chuyến đi mới rồi vũ hoàng đã trả người tôn thiên vương tám vị hợp đạo dương cao uy danh của vũ hoàng phủ chúng ta lúc bấy giờ lam thiên đang hóa thành lão nhân trông có vẻ rất lão luyện thành thục thế nhưng y vừa mở miệng thì đã khiến tất cả mọi người giật nảy mình nói đủ cái gì thế giết bao nhiêu người cơ mới đi lên được mấy ngày đâu tô vũ sùa tay cười nói được rồi không cần thổi phòng thực lực của ta khi còn nhỏ yếu thì cần chiến tích để tuyên dương sự cường đại của bản thân bây giờ thì chẳng cần nữa dù sao ta cũng không phải vô địch vạn giới nhưng đến mức độ này của ta cũng không sợ những lão gia hoa trên thượng giới kia Tô Vũ nhìn về phía đám người, tương giới đông đảo cường giả, dựa theo phân chia của ta thì mọi người đều biết, trên hợp đạo đỉnh cấp còn có thiên vương, bây giờ, ta mới biết được, trên thiên vương còn có thiên tôn, cũng chính là cấp độ của bách chiến khi xưa. Mối chốt là số lượng còn không ít, Vũ Hoàng Phù vẫn trên lịch với họ, và lại còn là trên lịch không nhỏ. Bên phía chúng ta đếm đi đếm lại cũng chỉ có phỉ cầu, hồng mông, Lam Thiên và ta đã bước vào cấp độ này, Đại Chu Vương, Vạn Thự Trường, Bánh Nhân động, Hỏa Vân Hầu, mệnh hoàng đều chỉ là hợp đạo nhị đảng đám người đồng loạt nhìn về phía mệnh hoàng mệnh hoàng vẫn giữ nguyên về mặt lạnh nhạt thấy mọi người nhìn mình thì chỉ gật đầu mỉm cười chứ không lên tiếng tô vũ lại nói thực lực mệnh hoàng không yếu mọi người cũng đừng nhìn những người khác như vân thủy hầu ám ảnh hầu đại tân vương đại hạ vương đều cách nhị đảng một chút thực lực như vậy hiển nhiên không yếu tô vũ nói nhưng vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều phía dưới một đám người đều trở nên ngưng trọng đương nhiên cũng có người lại ôm tâm tư khác Thiên diệt sụ mặt, ngay cả tên của ta cũng không xứng được đề cập sao? Thật bi ai, cương giả nhiều, hợp đạo như ta trở thành mớ rau không đáng giá rồi là. Thư tâm quá đấy. Tô Vũ không quản hắn ta nghĩ như thế nào, lại phát biểu tiếp, tình hình thượng giới ra sao thì ta nghĩ nãy giờ ám ảnh hầu hẳn cũng đã kể sơ lược cho mọi người rồi, bao gồm cả đám phản đảo Ngục Vương nhất mạch kia đều có thực lực vượt quá tưởng tượng, hiện tại nếu tam phương khai chiến thì Vũ Hoàng phủ chúng ta là yếu nhất, Đại Chu Vương lên tiếng. Bệ hạ, vậy cũng chưa chắc. Vũ Hoàng Phủ chúng ta còn có minh hữu, thực thiết nhất tộc đã đáp ứng liên minh, tam nguyệt có thực lực thiên tôn, cư trúc hầu cũng có chiến lực thiên vương, nếu mệnh tộc cũng nguyện ý liên minh thì thiên mệnh hầu còn có thực lực thiên tôn đỉnh cấp, tới lúc đó, bên ta chưa hẳn đã là phe yếu nhất, tô vũ khẽ phất tay, đây đều là chuyện không biết trước được, trước khoa đề cập tới, dựa vào người không bằng dựa vào mình, những thứ không biết thì đừng ôm hy vọng, có khi lại khiến chúng ta thất vọng, trước lúc này, số lượng hợp đạo của vũ hoàng phù vẫn đang không ngừng gia tăng nhưng hợp đạo muốn tăng lên lại rất khó cảng ngộ đại đạo không đủ quy tắc chỉ lực cũng không đủ lần này ta ở thượng giới đã thu hoạch rất nhiều quy tắc vô chủ mặt khác ta còn đạt được đại đạo đỏ của nhân hoàng thượng cổ tô vũ nhìn về phía đám người cười nói ta không phải là hạng người của mình mình quý đỏ tốt ta nguyện ý chia sẻ với mọi người để mọi người gia tăng thực lực làm bản thân mạnh lên có khả năng minh chiến đối thủ mạnh hơn chứ không cần trả giá bằng máu từ khi ta trở thành nhân chủ, mỗi lần đại chiến chúng ta đều là tập kích, tiến công chớp ngáng. Nếu nói là khai chiến chính diện quy mô lớn thì gần như chưa từng có, không nhất định phải khai chiến chính diện, thế nhưng thực lực của chúng ta không có khả năng ẩn tàng cả một đời, Tô Vũ cất cao giọng nói. Sớm muộn gì vạn tộc cũng sẽ biết thực lực của chúng ta, khi đó không thể tránh một hỏi chém giết trực diện phân tranh, giữa chừng có lẽ cũng có người vẫn lạc. Điểm này, ta không thể cho chư vị bất luận lời cam đoan nào, ta chỉ có thể vắng hết sức để tất cả mọi người mạnh lên, có đây đủ lực lượng đi chiến một trận với địch nhân, không nói nhiều nữa. Ta sẽ dựa theo cống hiến trước đó để ban cho chư vị lực lượng quy tắc đối ứng. Ai cũng có cơ hội cảm ngộ đại đạo đỏ, nhưng công lao lớn thì ta sẽ tự mình dẫn chư vị tới thời không trường hà quan sát vị trí đại đạo của bản thân để xem xét tình muốn cụ thể ra sao. Thậm chí có thể mở ra thiên môn lâm thời cho các ngươi để cảm ngộ đại đạo. Lần này, ta hy vọng trong số chúng ta có thể thêm ra mấy vị thiên vương, đại chu vương và bánh nhân động. Ta hy vọng các vị đều mau chóng tiến thêm một bước nữa mà những người khác, cũng hy vọng tất cả mọi người sẽ có tiến bộ. Nói đến đây, Tô Vũ khẽ cười, nếu có thể thêm ra mấy vị thiên vương, ta sẽ nhanh chóng lên thượng giới lần nữa. Mang cho thực lực mạnh hơn trước đó đi tham dự đại chiến ở Hỗn Độn Sơn, Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương Tô Vũ thẳng thắn. Nếu hai vị vẫn không cách nào bước vào nhị đẳng, vậy thì sẽ ủ phí thi thể hoang thiên thú của ta. Nếu hai vị bước vào hợp đạo nhị đẳng thì ta sẽ dẫn các ngài lên thượng giới để các ngài tới hỗn độn sơn quan sát xem trốn hỗn độn mà hoang thiên thú sinh sống rốt cuộc là nơi như thế nào ở đó có lẽ còn có cơ duyên của hai vị nhưng nếu hai vị không cách nào bước vào nhị đảng vậy thì cứ tiếp tục lưu lại nhân cảnh đi đại hạ vương cùng đại tần vương đều thấy rất nặng nề quá mất mặt rõ ràng là bọn họ mới bị điểm tên phê bình bởi vì hai người bọn họ nuốt hoang thiên thú đó là chủ nhân quy tắc thực thụ nhưng đến bây giờ mà họ vẫn còn là hợp đạo tam đẳng đỉnh phong tô vũ nói như thế này hai người quả thực là không còn mặt mũi mà tô vũ lại nhìn sang mấy vị hầu thượng cổ nhất là hỏa vân hầu rồi nói hỏa vân ngươi là nhị đàng đỉnh cấp tiếp cận thiên vương cảnh nhưng đối với ta thì công lao của ngươi không đủ để ta mang ngươi đến thời không trường hà cảng ngộ đại đạo còn chuyện ngươi giấy ruộng mấy ngàn năm ở thượng giới không có quan hệ gì với ta ta sẽ không tính công hỏa vân hầu trịnh trọng đáp vô công bất thụ lộc không dám làm phiền vũ hoàng bệ hạc tô vũ khẽ lật đâu bất quá hiện tại ta đang cần dùng người nếu ngươi có thể bước vào thiên vương cảnh đối với ta cũng là chuyện tốt ta có thể cho ngươi cơ hội dù chi một lần ban thưởng đại công nhưng tiếp đó ngươi cần giết một tôn thiên vương trước khi chưa giết được thiên vương vô luận ngươi lập công bao nhiêu thì cũng sẽ không được công nhận hỏa vân hầu hít sâu một hơi đứng dậy ra khỏi hàng hỏa vân đa tạ vũ hoàng trọng thường ta nhất định sẽ chém giết một tôn thiên vương lấy đó báo đáp công trạng tô vũ khẽ gật đầu không nói thêm gì về vị này nữa về phần bệnh hoàng hắn khôn nhắc tới lúc nào gặp mặt thiên mệnh hầu thì hắn sẽ nói những thứ đó sao mà mệnh hoàng cũng tự hiểu lấy nên ông ta căn bản không mở miệng ông ta không lập công nhiều đầu nhập vào trường tô vũ cũng trễ khẳng định sẽ không đáng giá bồi dưỡng bằng mấy tộc như thực thiết tộc chương 2976, luận công ban thường hai tô vũ tiếp tục nói các cường giả như long tộc thiên long hầu đã bị ta tự mình trấn áp sắp tới ta sẽ mang bọn chúng lên trên kia tam đại tộc hiện tại còn đang phong bế lần này ta sẽ lưu một ít hợp đạo để chấn thủ còn lại đều theo ta lên thượng giới hành động đương nhiên Ta chỉ mang thao hợp đạo tam đẳng trở lên, tốt nhất là hợp đạo nhị đẳng. Quá yếu thì ta không cần. Phía dưới có người rốt cục nhị không nổi, không ai khác ngoài thiên diệt. Hắn sốt ruột đứng dậy hô, vậy ta. Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, ngươi mới chỉ là hợp đạo ngũ đẳng, quá yếu. Lần này nếu có thể tiến vào tam đẳng thì ta sẽ dẫn ngươi đi, nếu không thể thì ngươi vẫn nên ở lại thủ hạ dưới đi. Mặt thiên diệt sáp biến thành màu tía, sao có thể chứ? Ta lại bị vứt bỏ à? Hắn bất bình muốn chết càng đáng giận hơn là tinh hồng ngồi cạnh lại mặt ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nghiêm túc ngồi yên nhưng bên trong lại truyền âm chế nhạo đừng nhìn ta ta sẽ được mang theo trước đó ta đã là tứ đảng về sau lại cả mộ đại đạo đồ rất nhanh thôi ta liền có thể đạt tới tam đảng thiên diệt xem ra ngươi chỉ có thể theo đằng sau ta hít dám rồi lão tử muốn cầm gậy một đòn đập chết ngươi thiên diệt phát điên vô cùng phiền muộn ta không phục chuyện gì cũng bị hỗn đản tinh hồng này đoạt trước một bước thanh chủ lại như thế đi thượng giới cũng là như thế hiện tại thực lực của tinh hồng thế mà còn vượt qua cả mình qua khi để người chuyến công tác mới rồi tinh hồng quả thực đã có thu hoạch không nhỏ vừa được ban vô số quy tắc chỉ lực vừa được cảm ngộ đại đạo đỏ lại tham dự mấy lần đại chiến thiên vương tính kiểu gì cũng thấy thu hoạch lớn hơn rất nhiều so với hạ giới hiện tại thiên diệt muốn đuổi kịp tinh hồng thì cũng không phải chuyện đơn giản tinh hồng bất động thanh sắc mà lại là dương dương đắc ý thầm truyền âm tiếp man hoãn ở lại hạ giới giữa nhà đi sau này ta đi lên trên kia giết mấy tên rồi thu hình ảnh về cho ngươi xem giải sâu ngươi đi chết đi thiên diệt thật sự muốn lôi y ra ngoài đánh một trận nhưng lúc này tô vũ trên kia đang phân từng đạo quy tắc chỉ lực dựa theo công hơn cho các vị hợp đạo nên thiên diệt không dám làm loạn những vị đã thao hắn lên thượng giới thì không chia thêm nữa ở hạ giới lục nguyệt bánh nhân đậu hồng mông rõ ràng được phân nhiều hơn hẳn những người khác đại tần vương cùng đại hạ vương cũng đều là như thế mấy vị trấn thủ cũng được phân không ít nhiều nhất trong số đó dĩ nhiên là thiên diệt tô vũ chia đồ xong văn minh trí hiển hiện bia sách được chế tạo từ đại đạo đồ hiện ra ngay trước mắt mọi người hắn vung tay lên nhất thời toàn bộ đại điện bị hai màu trắng đen bao bọc chư vị hay tập trung xem đạo đi thanh âm của tô vũ vang lên như chu đồng đây là cảm ngộ về đại đạo của nhân hoàng cùng với một chút cảm ngộ của bản thân ta trong đó có cảm ngộ và quy tắc chỉ lực đầy đủ nếu chư vị có thu hoạch thì rất nhanh sẽ có thể chuyển đổi thành thực lực của bản thân lần này tạm thời chỉ thường hợp đạo dưới hợp đạo thì ta sẽ luận công ban thưởng sao Rút lời tô vũ liền phiêu nhiên rời khỏi để cho bọn họ ở trong này thoải mái quan sát những người khác nhao nhao ngồi xuống ai nấy đều hết sức hưng phấn đặt tại thời thượng cổ thì hợp đạo bình thường như họ làm gì có tư cách quan sát đại đạo đồ của nhân hoàng chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân quy tắc mới có cơ hội được nhìn xem hơn nữa còn chưa chắc đã là toàn bộ mà bây giờ tô vũ lại cho bọn họ thời gian thoải mái để cảm ngộ đại đạo đỏ quả thực là quả tốt bên ngoài vũ hoàng đại điện tô vũ thở hát ra hy vọng những người này có thể thu hoạch kha khá tác lực dĩ nhiên là vẫn phải có trở lại thượng giới một khi tình huống có biến thì có lẽ sẽ phải bộc phát đại chiến mà tiếp theo hắn còn cần mang một số người tới thời không trường hà tại thượng giới không thể nhìn thấy thời không trường hà chân chính bên cạnh lam thiên cười hì hi hì hiển hiện, hiện không còn là đáng vẻ lão nhân nữa mà là tiểu nữ hài thường gặp đi Liên thoáng nói vũ hoàng ca ca ngươi nói xem lần này thiên thánh ca ca có thể thành thiên vương không tô vũ cũng đã quen với bộ dạng này của y nhìn thuận mắt hơn hẳn, có mà nói. Ngài ấy mở nhân đạo, gần đây hẳn là đang cảm ngộ đại đạo, có lẽ có hy vọng, chờ xem vận khí đi, và thiên thánh thực sự rất yêu nguyệt, nhân đạo cũng là đại đạo rất mạnh, bất quá dù sao nội tình vẫn còn trên lệch một chút, có thể tấn cấp làm thiên vương hay không thì Tô Vũ cũng không dễ phán đoán, Lam Thiên bĩu môi. Dám chắc là được, thiên thánh ca ca cũng là biến thái, biến thái thì mới có thể đi càng xa. Lời này không có cách nào nói tiếp được hết, Tô Vũ không để ý đến y nữa, hắn nhìn về phía đại chu vương cách đó không xa mắc mắc tay đi thôi đại chu vương tới thời không trường hà để ta xem xem hai đầu nhẫn đạo có thể hợp nhất hay không nếu không thể ngươi mà không vào được lĩnh vực thiên vương thì tầm quan trọng sẽ hạ xuống đấy đại chu vương bình thản vật đầu trong lòng thì đã dấy lên nguy cơ sắp xong đời rồi phải tân cấp thiên vương gấp không thì thời đại này có quá nhiều yêu nghiệt bài mưu tính kế thì cũng không tới phiên y đám vạ thiên thánh đều đang từng bước thay thế vị trí của y kia kìa chuyện tân cấp không thể chậm chạp thêm được nữa chỉ nháy mắt thời không trường hài đã bị xé ra một mà hai người tiến vào bên trong ngay tức thì trong thời không trường hà đại chu vương hít sâu một hơi bắn ra từng viên thần văn đoạn mở miệng nói nhẫn tạo có vô số chỉ nhánh nếu nhân đạo hợp nhất thì ta nghĩ vũ hoàng cũng có cơ sở để tham khảo chuẩn bị cho vạn đạo hợp nhất tô vũ lơ đãng vạn đạo hợp nhất gì cơ đại chu vương lộ ra ý cười bệ hạ biết mà không biết bệ hạ chắc chắn sẽ hiểu đại chu vương cạn lời giả vờ làm gì chứ tưởng ta mù sao văn minh trí của ngươi không phải được chế tạo để vạn đạo hợp nhất thì là cái gì mắt nhìn của chu thiên tề này cũng là nhất đẳng chẳng lẽ lại nhìn không ra tô vũ mỉm cười ý vị thâm trường nói ngươi từng thấy vạn đạo hợp nhất rồi sao không có đại chu vương nói xong thấy tô vũ nhìn y chằm chằm đành phải bất đắc dĩ nói tiếp nhân hoàng bệ hạ từng tán vỗ với văn vương về chuyện này trước đó ta nói đồng đạo hợp nhất cũng chính là tin tức họ lộ ra từ lần nói chuyện phiếm kia đại chu vương giải thích vạn đạo hợp nhất đây đại khái là thứ mà mỗi một vị thiên tài cường giả đỉnh cấp chi câu tô vũ khẽ vật đầu bất quá cũng không nhất định chủ nhân của tử linh đại đạo mới là chuyên nhất tham thì thâm vạn đạo hợp nhất chỉ cần có chút không ổn thì sẽ phế đi ngược lại thì chủ nhân của tử linh đại đạo rất có quyết đoán chỉ chuyên một đạo chỉ chuyên một đạo có thể đi đến tình trạng kia thì cũng cực kỳ đáng sợ đại chu vương nghe hiểu hai người đi theo thần văn cùng nhau tiến lên vừa đi ngược dòng nước đại chu vương vừa cất tiếng nhưng đối với tương lai xa mà nói chuyên nhất chưa hẳn đã là tốt giống như sự chênh lệch giữa tử linh đại đạo và thời không trường hà thời khôn trường hà hẳn là đại biểu cho vạn đạo hợp nhất đúng không tô vũ trơ chọc quả nhiên văn thư của nhân hoàng đúng là có ánh mắt cao ngươi nói không đại chu vương ngượng cười ta chỉ tùy ý nói chuyện mà thôi không thể so được với vũ hoàng tô vũ liếc nhìn y đại chu vương quá khiêm tốn lẫm lại cũng là lẽ thường ngươi là người bên cạnh nhân hoàng tiếp xúc đều là chủ nhân quy tắc đỉnh cấp ánh mắt kém mới là kỳ lạ ta chỉ hơi hiếu kỳ Bệ hạ hiếu kỳ chuyện gì? Hiếu kỳ vì sao ngươi nhất định phải chọn nhẫn đạo? Chương 2977, ta hiểu rồi, hiếu kỳ vì sao ngươi nhất định phải chọn nhẫn đạo? Tô Vũ nhận xét. Nhiều am hiểu rất nhiều thứ, tỉ như tĩnh đạo. Đương nhiên, đại đạo này cũng chưa chắc đã lợi hại, nhưng ta biết ngươi còn am hiểu không gian đại đạo. Tương lai của đại đạo này át sẽ vô hạn, ta muốn biết vì sao ngươi y không chuyên chú với không gian đại đạo, như vậy muốn trở thành thiên vương sẽ không khó. Lấy chi tuệ của ngươi, nếu chuyên chú vào không gian đại đạo, thành tựu chắc chắn không thấp có thể được nhân hoàng thu giữ bên người giúp đỡ xử lý một số việc năng lực của đại chu vương tất nhiên không thể kém được y cũng không phải không biết đại đạo nào mới có tương lai sắn tạn hơn đại chu vương trầm mặc hồi lâu sau mới mở miệng nếu ta nói đây là chuyện ngoài ý muốn bệ hạ có tin không ngoài ý muốn đại chu vương thở dài ta nói thật đó có một số việc đích thật là ngoài ý muốn nhẫn đạo trong mắt của ta không kém và lại cũng thích hợp với ta năm đầu ta nghĩ rằng trước hết cứ nắm giữ nhẫn đạo bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc về sau nhẫn đạo hợp nhất cũng tốt hoặc là trở khống đại đạo khác cũng tốt đều sẽ không trọn trễ đại chu vương cười khổ nào biết được về sau thượng cổ đại biến chủ nhân quy tắc đã thành thất truyền nhẫn đạo vốn chỉ là tiểu đạo dù cảm ngộ đủ rồi thì thực lực cũng chỉ tới thế không cách nào tiến thêm một bước tô vũ minh bạch ý của ngươi là ngươi định trở thành chủ nhân quy tắc trước sau đó mới mở rộng nhẫn đạo bao trùm đại đạo đồng loại xem như thế đi đại chu vương đáp ta từng nói đại đạo cùng loại đều không khác nhau mấy y giải thích. Nếu để hiểu rõ hơn một chút thì có thể lấy thân thể đạo ra làm ví dụ. Thân thể đạo của nhân tộc thật ra là vô số loại loại hình nhục thân đạo tụ hợp lại cùng một chỗ. Bất kỳ đại đạo nào không có khả năng vừa mở ra linh cường đại, đều là hậu kỳ mới chậm rãi mở rộng tô vũ tiếp lời, nói cách khác. Thân thể đạo kỳ thật chiếm đoạt tất cả loại hình của nhục thân đạo nên mới có sự cường đại như bây giờ, mà suy nghĩ của ngươi là, trước nắm giữ nhẫn đạo, sau đó sẽ làm giống như thân thể đạo. Mở ra một đầu nhẫn đạo mạnh mẽ, nói đến đây, Tô Vũ sờ sờ cầm cười khẽ, xem ra rất có thể ban đầu Tử Linh Đại Đạo cũng chỉ là một tiểu đạo nho nhỏ, về sau do chiếm đoạt tất cả loại hình Tử Linh Đại Đạo, sau đó hội tụ trở thành đại đạo đỉnh cấp. Cuối cùng, chủ nhân của Tử Linh Đại Đạo mang theo đại đạo này thoát ly một nửa khỏi thời không trường hà, nói đến đây ta lại nghĩ tới một vấn đề, liệu thân thể đạo của nhân tộc và thân thể đạo của vạn tộc có thể sát nhập được không? Đại Chu Vương nhìn hắn, không lên tiếng, Tô Vũ như có điều suy nghĩ nếu có thể vậy thì sẽ rất thú vị. Ngươi nói xem, cùng loại hình thì có thể sát nhập, vậy tất cả thân thể đạo có xem như cùng loại hình không? Nếu có thì đại biểu hoang thiên thú đạo của đại tần vương cũng có thể đảo ngược để chiếm đoạt thân thể đạo của nhân tộc, đúng không? Đại chú vương cười ngượng, bệ hạ tự mình suy nghĩ thì hơn. Chuyện này ta không rõ ta chỉ mới nói ra một câu, ngươi thì lại liên tử đến nhiều thứ như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Tô Vũ cũng không thèm để ý, tự mình lẩm bẩm. Như vậy, vạn tộc vạn đạo đến cuối khả năng là đều có liên hệ cuối cùng hoàn thành một vòng khách kín vòng khách kín đó đã trở thành thời không trường hà bây giờ giống như là vòng xã giao vậy ta biết ngươi ngươi biết nhân hòa nhân hoàng biết văn vương văn vương biết võ vương võ vương biết lam sơn hầu lam sơn hầu lại biết ta từ đó thông qua những người khác nhau có thể liên hệ những người hoàn toàn không liên quan lại tương tự đại đạo này tô vũ hào hứng cho nên muốn vạn đạo hợp nhất thì phải thành lập được vòng xã giao như vậy hỏa đạo cùng thủy đạo có liên hệ gì thì và thổ thì sao? Thổ với phong lại thế nào? Một vòng nối tiếp một vòng, cuối cùng đăn biện toàn bộ vạn đạo, hình thành đạo mới, là thế phải không? Đại Chu Vương không đáp. Tô Vũ gật gù, a hiểu rồi, đa tạ đại Chu Vương nhắc nhở đại Chu Vương câm nín. Rốt cuộc ta đã nhắc nhở ngươi cái gì chứ? Ta chỉ nói một câu, sau đó toàn là tự ngươi trì diễn. Từ ngươi y phỏng đoán, dường nghe ý ngươi thì hình nhiên đã suy nghĩ ra phương pháp khiến vạn đạo hợp nhất ngôn rồi. Tô Vũ luôn là như thế, người khác vừa nói một câu, ngươi liền bảo ngươi hiểu rồi, kết quả thứ ngươi hiểu lại khác hoàn toàn lời chúng ta, Đói. Hết lần này tới lần khác, nghe Tô Vũ nói xong, Đại Chu Vương lại cảm thấy rất có lý, ngẫm lại thì quả thực không có thiên lý gì cả, Tô Vũ không quản y, dù sao ta hiểu là được, bây giờ, đi theo Đại Chu Vương một đường tiến lên, Tô Vũ vừa đi vừa nói. Đại Chu Vương, lý niệm mà ngươi nói ra rất đúng đắn, trước đó khi nghiên cứu hỗn độ nhất đạo thì ta đã tự hỏi, vạn đạo quá tạp, làm sao mới có thể hợp nhất? Làm sao mới có thể triệt đề nhất thống? Hiện tại ta đã minh bạch, không chỉ đơn thuần phân tích thành phần đại đạo mà còn phải dung hợp, bao dung. Cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn tét, tan đến cuối cùng, lưu lại hạch tâm đại đạo làm chủ. Tô Vũ phân chấn nói tiếp, đúng, chính là như thế. Tỷ như nhẫn đạo chẳng hạn, nhẫn đạo có vô số loại, cuối cùng bị ngươi hợp nhất thành một đầu nhẫn đạo. Vậy thì nhẫn lại có thể bao hàm một bộ phận của tĩnh lặng hay không? ví dụ như ngươi làm cho đối phương phải chịu đựng không nói lời nào đây coi như là một loại hình thức của tĩnh đạo đúng không vậy sau này ngươi liền có thể dung hợp tĩnh đạo tĩnh lặng lại xem như một loại trong giam cầm đại đạo thế thì ngươi có thể dùng giam cầm đại đạo đến thôn phệ đây chính là vòng khép kín lan đến cuối cùng thì vạn đạo đều có thể nhập về cùng một chỗ cao minh tô vũ cảm khái đại chu vương quả nhiên kiến thức uyên bác đã giúp ta ngộ ra hạch tâm của việc hợp nhất vạn đạo lợi hại đại chu vương không muốn lên tiếng thiếu chút nữa thì đã rơi lệ ta không nói gì hết thật đó đều là ngươi tự não bổ ra cả mà tô vũ thật sự không phải đang châm chọc trào phúng hắn đang đắm chìm trong việc tâm trí rộng mở con người có đôi khi chỉ thiếu một chút xíu linh cơ khẽ động đó mà thôi bấy giờ tô vũ đang tiếp nhận dẫn dắt linh cảm bộc phát không ngừng suy nghĩ hắn cảm thấy lời đại chu vương nói rất có lý như vậy thì vạn đạo hợp nhất sẽ không còn là chuyện xa vời nữa không phải tổ hợp đại đạo đơn giản thì sẽ được mà phải là dung hợp điều này đối với cây chưa mở đạo như hắn tất nhiên là có trợ giúp rất lớn ta nên thành lập một sở nghiên cứu để cho người ta tới suy đoán liên hệ của vạn đạo hình thành một vòng khép kín tô vũ đột một hít khí một hơi mà nó thế thì xem như tương đương với khiếu huyệt 720 khiếu huyệt cuối cùng hợp thành thiên môn nhưng 720 cái khiếu huyệt thì có vô số loại phương thức tổ hợp vậy thì vạn đạo hợp nhất ta địch cái này có bao nhiêu loại khả năng cơ chứ cần bao nhiêu kết quả suy luận thì mới có thể hình thành vòng khép kín hoàn chỉnh Tô Vũ giật mình, không được, nhiệm vụ này chỉ sợ một mình ta không cách nào hoàn thành, nhất định phải gọi người tới làm, suy luận chỉnh hợp giai đoạn trước cho ta mới được, sở nghiên cứu nhất định phải được thành lập. Tô Vũ cấp tốc tính toán, khả năng là phải cần vô số nhân lực, vật lực, trí nhớ để suy đoán. Tô đạo quả thực chính là một đề toán khó, cần phải suy luận ra vô hạn khả năng. Đại Chu Vương yên lặng rơi lệ, ngươi nói sao thì tính là vậy đi, dù sao thì ta thật sự đúng là ngươi mở đầu. Chương 2978, đắp đê xây bờ giờ khác này hai người một đường tiến lên lần này đi qua thân thể đại đạo không xa thân văn của đại chu vương đã ngừng lại đại chu vương nhìn thoáng qua bốn phía mỡ miệng nói bề hạ là ở đây tô vũ mở thiên môn ra quan sát hai bên rất nhanh hắn thấy được từng nhánh sông nho nhỏ đều không lớn lắm nhưng khu vực này lại có tới năm sáu nhánh sông tồn tại hắn nhìn lại thần văn của đại chu vương mấy thần văn đều mơ hồ có kết nối với nhánh sông trong đó có một nhánh sông kết nối mật thiết nhất cũng đối ứng với viên thần văn kia có vẻ rất cường đại nhẫn nái tĩnh an tô vũ nhìn thoáng qua thần văn của đại chu vương cười khẽ thần văn cùng loại hình của ngươi khá nhiều mạnh nhất chính là thần văn chữ nhẫn xem như đã chính thức bước vào hợp đạo đỉnh phong còn mấy cái kia đều ở giai đoạn vĩnh hằng bây giờ ngươi định liên kết hai đầu đạo nào lại nhẫn nải đến mức này đại chu vương cũng không nhiều lời nữa tô vũ nhìn thấu hơn y nhiều y bèn nói thẳng đả thông hai đạo nhẫn và nại đại chu vương nói năm đó ta có một số ý tưởng sau khi nắm giữ nhẫn đạo thì sẽ khai thác nhẫn đạo bao trùm nại đạo nhưng bây giờ ta không cách nào trưởng khống đồng nghĩa với việc cũng không cách nào khai thác thế nên bây giờ ta muốn dựng ra một nhánh đạo liên kết hai đại đạo này bệ hạ cảm thấy có thể thực hiện được không tô vũ suy si tư một chút rồi gật đầu có tính khả chi nhanh sông này ngươi chuẩn bị dựng tại phương vị nào nói rồi Tô Vũ đem một viên tiểu thiên môn đặt lên trán Đại Chu Vương, rất nhanh, trước mắt Đại Chu Vương như mở ra một chân trời mới, đi đáp. Dựng ở đâu cũng được, bất quá dựng bên ngoài thời không trừ hà thì ta lo sẽ bị kẻ khác phá hủy, cho nên ta muốn dựng ngay trong thời không trừ hà, đi lại nói. Giữa A mỗi một đầu nhánh sông đều có ít khoảng cách, ta muốn đà thông chúng, những khoảng cách này kỳ thật là một chút tiểu đạo giữa nhẫn đại đạo, cũng chính là cảm ngộ ta muốn đà thông, tương đương với mở đạo, chỉ là mở không dài chỉ cần mở ra khu vực nhỏ ở giữa để liên kết hai đầu đại đạo là được tô vũ khen ngợi ý nghĩ rất tốt ngươi nhắm có làm được không hắn là có thể bất quá vẫn cần bệ hạ hỗ trợ ta phải giúp ngươi thế nào mỗi người lý giải đại đạo không giống nhau trước mắt tô vũ cũng không biết nên giúp y bằng cách nào đại chu vương thì lại rất rõ ràng đi chăng mặc một hồi mở miệng nói ta mở đạo đả thông hai đầu đạo nhưng lúc này ta không cần lực lượng trong thời không trường hà ta chỉ cần hai đầu đạo liên kết Việc bệ hạ cần làm chính là giúp ta đúc đê đập ngăn cả nước trong thời không trường hà chảy ngược vào mương nhỏ mà ta mở ra so, sánh rất trực quan. Y muốn mở mương nước nhỏ, nhưng y không cần nước trong thời không trường hà, chỉ cần hai đại đạo tự liên kết lẫn nhau là đủ. Tô Vũ nghe xong, khóe miệng khẽ giật, ngươi bảo ta giúp ngươi đúc đê trên thời không trường hà, đại chu vương lộ ra ý cười, không sai, chỉ như vậy thôi. Đơn giản lắm đúng không, ta không cần ngươi hao tâm tổn trí gì hết, bất quá Tô Vũ lại thấy đau răng xác nhận lại một lần ngươi chắc chắn nước của thời không trường hà cực kỳ cường hãn ngươi lại muốn ta giúp chặn đường sai đại chu vương cười nói bệ hạ không cần kiên trì quá lâu chỉ cần ta thành công mỡ ra kết nối hoàn thành việc liên hệ hai đầu đạo khi đó bệ hạ không cần để ý đến nữa tô vũ nhìn y hồi lâu chính là bao cát hình người trước giúp ngươi cản đường sau khi ngươi làm xong ta mới có thể rút lui khu xem như thế đi đại chu vương dè dặt hỏi bệ hạ việc này không khó lắm đâu nhĩ cô tô vũ muốn mắng chết người đức trong thời không trường hà tuyệt đối không để ngăn chặn như vậy ngươi cút nhẹ nó luôn đi tô vũ nhíu mày việc này không đơn giản không thể không nói ý tưởng liên thông hai đầu đại đạo là chuyện quá hão huyền nhưng ở thời đại này không cách nào trở thành chủ nhân quy tắc hợp nhất hai đạo kia có lẽ là phương pháp duy nhất phá võ giới hạn tô vũ cân nhắc khoảng cách giữa hai đại đạo từ góc độ mắt thường hai đầu đạo cũng chỉ cách nhau chừng vài trăm mét đại chu vương phải mở một mương nước liên thông hai đầu đại đạo bấy mà tô vũ thì phải ngăn cản nước từ thời không trường hà rót vào trong đó đại chu vương lại nói bệ hạ ta truyền tu nhẫn đạo không thể khiến lực lượng vạn đạo hỗn tạp này tràn vào trong được nếu không sẽ sinh ra quấy nhiễu ta chỉ sợ không cách nào hợp nhất hai đạo cho nên bệ hạ nhất định phải cam đan không có một giọt nước sông nào rơi vào đề phòng đại đạo quấy nhiễu việc như vậy cũng chỉ có bệ hạ mở thiên môn thì mới có thể giúp ta tô vũ nghiêm mặt hỏi một khi phát sinh quấy nhiễu thì sao nước sông rơi xuống sẽ thế nào đại chu vương thở dài vậy thì ta chỉ có thể từ bỏ việc hợp nhất chờ đợi về sau có cơ hội khác bước vào chủ nhân quy tắc sau đó mới có thể thử hợp đạo tô vũ hỏi tiếp một khi xong đạo hợp nhất ngươi cảm thấy bản thân tiến vào thiên vương có còn khó khăn nữa không không khó đại chu vương cười đáp xong đạo hợp nhất tiềm lực của ta sẽ càng lớn bước vào thiên vương là chuyện không thành vấn đề thậm chí thiên tôn cảnh cũng không phải là không được hai đại đạo dù sao thì cũng mạnh hơn một nhiều tô vũ hít sâu một hơi ta không dám hứa nhất định không có vấn đề ngươi hiểu rõ đại đạo của mình cũng rất nắm chắc tương lai của bản thân. Ta không phải ngươi cho nên không thể cho ngươi đề nghị gì tốt. Có điều nếu ngươi đã muốn ta đúc đề đập, vậy thì cũng được. Bất quá ta cần tinh vu ấn và nhân chủ ấn. Ta để chúng ở nhà cũ của Văn Vương rồi. Sớm biết khó như vậy thì ta đã đem theo thôi được rồi. Hiện tại ta sẽ đi lấy. Ngươi chờ ta ở đây. Bệ hạ, đại chu vương trong ngóng nhìn hắn. Bệ hạ, ngài không thể một đi không trở lại đâu nhé. Ta đã thấy biểu lộ của ngươi, cảm thấy rất có thể ngươi sẽ bỏ ta lại đây. Có thì đúng là khó, Thế nhưng đây không phải là chuyện chẳng có cách nào sao. Tô Vũ hơi buồn nôn, cả giận mắng. Đừng có học theo Lam Thiên. Một Lam Thiên là quá đủ rồi. Ngoại nó, vì sao bọn gia hỏa này lại thích nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ánh mắt ai oán của y khiến Tô Vũ cảm thấy mình hệt như một cây bội tình bạc nghĩa. Một đám lão đầu tử lại buôn nôn như vậy làm gì? Đại Chu Vương lập tức thu hỏi biểu lộ, ta cũng không phải Lam Thiên. Tô Vũ hừ một tiếng, phá không rời đi. Cho hắn đi rồi, Đại Chu Vương mới khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn thoáng qua thời không trừ hà rất nhanh ánh mắt y đã hướng tới thượng du nhìn về một phương hướng giống như thấy được nơi nào đó rất xa rất xa khe khẽ thở dài một tiếng tận cùng của nơi này có lẽ nhân hoàng đang ở đó nhưng mà y không có cách nào tham dự vào dù là tô vũ van to bằng trời cực kỳ cường hãn lúc trước hắn nói muốn đánh lên thượng giới nhưng lại là chưa từng đề cập tới việc chủ động đi ngược dòng nước trang dự đại chiến kia bởi vì nơi đó có mấy chục đến trên trăm chủ nhân quy tắc ai đi thì người đó sẽ chết mạnh tới mấy thì cũng không thể ngu ngốc bất cần mạng như vậy được. Chương 2979, điểm cuối của nhân nại là gì? Đại Chu Vương chờ đợi không bao lâu thì Tô Vũ đã trở lại, bây giờ hắn đã lấy đi nhân chủ ấn và tinh vũ ấn, về phần phi cầu thì đã được Tô Vũ đưa trở về trấn áp nhà cũ của Văn Vương, tránh cho nơi đó sụp đổ, bắt đầu đi, Tô Vũ cũng không nói nhà. Cấp tốc bảo, ngươi mở tới đâu thì ta giúp ngươi ngăn cản một đoạn tới đó. Phải thật nhanh, điện này cũng tương đương với mở đạo, nhìn xem ngươi có cảm mộ sâu hay không sâu thì sẽ mở nhanh ta cũng có thể cấp tốc bước phá bằng không ta khó mà kiên trì quá lâu được đại chu vương không nói hai lời trực tiếp vượt qua trường hà trong nháy mắt bước vào nhánh sông đó là nhẫn đạo ầm um, một tiếng màu vang thật lớn giờ phút này nhẫn đạo tức khắc đã nhô lên một mảnh đó chính là hốc dễ kéo dài về một bên Việc đại chu vương muốn làm chính là đà thông đến lại đạo rất nhanh một lỗ hổng hơn hai thước xuất hiện mà trong thời không trường hà nước sông bắt đầu rớt xuống muốn dũng mãnh lao tới bên kia tô vũ khẽ quát một tiếng tinh vũ ấn cùng nhân chủ ấn đỏng thời bộc phát chấn áp trường hà toàn thân bộc phát ra quy tắc chỉ lực nước sông chảy ngược xuống bị tô vũ cưỡng ép chấn áp lại đại chu vương thì cấp tốc mở đường đi cảm ngộ cực kỳ sâu đối với cả hai đạo nhẫn đại nên việc mở đạo rất thuận lợi Đi mỡ xa trường nào thì tô vũ chấn áp xa trường ấy dần dần tô vũ đã có phần phải cố hết sức tốc độ mở đạo của đại chu vương cũng chậm lại tô vũ rất bắt đắc dĩ chớ thêm một lam thiên nữa. Ta không đủ thọ nguyên để thiêu đốt cho ngươi đâu. Qua một hồi, Đại Chu Vương đã mở ra một nửa, mở đạo đại biểu cho cảm ngộ đại đạo chứ không phải cưỡng ép đánh xuyên qua là được. Lúc này, Đại Chu Vương rõ ràng đã hơi quá sức, vừa chậm rãi tiến lên y vừa rơi vào trầm tư, hiển nhiên trong lúc mở đạo, cảm ngộ của y lại càng thiên sâu, mà Tô Vũ cũng không quấy nhiễu y. Hắn chỉ im lặng tiếp tục chống đỡ. Chống đỡ thêm một hồi, Đại Chu Vương lại tiếp tục, Tô Vũ càng lúc càng phải trấn áp nhiều nước sông hơn tác lực cực kỳ lớn, tết cho hắn rất muốn thổ huyết. Thực sự là không tên nào khiến hắn bất lo, ai nấy mở đạo đều phiền phức muốn chết, hiện tại hỏi tưởng lại thì vẫn là lão vạn tốt nhất, khi ông mở đạo chẳng cần Tô Vũ phải làm gì. Lại qua hồi lâu, đại khái đã mở được 2 phần 3, mắt thấy đã sắp nối thông tới nại đạo rồi thì đại chu vương bỗng nhiên bay lên. Tô Vũ ngây ngẩn nhìn y, ở đề, ngươi làm gì thế, mẹ hạ. Ta tạm ngừng một lát ta sẽ qua lại đạo thử mở ngực về bên này ngươi đùa ta à? Tô Vũ cắn răng quát nhanh lên ta sắp chịu hết nổi rồi đại chu vương hượng cười ngấp gáp xông vào lại đạo lần này mở từ đầu nên tốc độ nhanh hơn một chút mà tô vũ vẫn đang tiếp tục trấn áp hai bên trên thực tế giờ phút này tô vũ cơ hỏ đang phải tiếp nhận áp chế tất cả nước sông mới tới mức hắn phải thở phi phò đại chu vương tiếp tục mở đạo không bao lâu sau đã mở được tầm một phần tư toàn bộ con đường còn lại không đến 10% là chưa được khai thông mà tốc mộ của đại chu vương một lần nữa chậm lại tô vũ cắn răng nghiến lợi mà nó. Rốt cuộc có làm được hay không? Nhìn vị này tràn đầy lòng tin nên ta còn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể đả thông toàn bộ kia kìa. Đúng là không thể khiến người ta bớt lo tí nào. Đại Chu Vương tiếp tục mở đạo, Tô Vũ tiếp tục chống đỡ. 8%, 7%, 5% cuối cùng, đại khái còn thừa lại 3% là chưa bị số xuyên. Hai đại đạo còn thiếu một chút xíu như vậy nữa thôi mà không cách nào khai thông. Tô Vũ cũng là tuyệt thế yêu nguyệt. Nhìn qua hắn bành hiểu rõ, vị này hẳn là không cách nào cảm ngộ thấu triệt phần giữa đại đạo cho nên lúc này mới bị khựng lại giữa chừng tô vũ thở dài một tiếng lực lượng yếu ớt từ thời gian sách bắt đầu dập dờn chấn áp nước sông, chỉ có thể sử dụng đến thời gian sách bằng không tô vũ thật sự không kiên trì nổi tên vương bát đảng đại chu vương nhà ngươi rốt cuộc thì khi nào mới cảm ngộ xong đây lúc bấy giờ đại chu vương cũng rất ngương trọng y cảm thấy mình đã cảm ngộ cực sâu đối với nhẫn lại đại đạo kỳ thật trước đó y nghĩ mình có thể hoàn thành rất nhanh nhưng giờ phút này đại chu vương lại rơi vào trầm tư cảm ngộ của y đều đã hao hết nhẫn lại đại đạo lại không đủ để đà thông còn thiếu sót một thứ rốt cuộc là thiếu cái gì nữa đại chu vương lặng yên suy nghĩ ti khoanh chân ngồi trong con đường vừa mở ra đang tự hỏi xem đến cùng là y còn thiếu cái gì vì do chút xíu ở giữa lại một mực không cách nào đả thông điều này đại biểu cảm ngộ của y còn chưa viên mãn đại chu vương nhắm mắt ngẫm nghĩ giờ phút này y không nhìn gì cả nhẫn lại đại đạo có thể nhẫn nhịn có thể ngủ đông cái khác đều có thể không để trong lòng, mà Tô Vũ thì đang nóng ruột nhìn y. Nhìn một hồi thì hắn nhịn không được giơ ngón giữa lên, hắn biết lão gia hỏa đại chu vương gặp phiền toái rồi, còn kém một tí tạo nữa thôi. Tô Vũ suy tư. Nhẫn lại đại đạo của đại chu vương còn chưa đủ thành thục sao? Vì sao lại mở không được? Áp lực của hắn càng lúc càng lớn, đã có dấu hiệu sắp gánh vác không được. Tên vương bát đản đại chu vương kia, là ai đã nói sẽ xong rất nhanh hả? Tô Vũ hơi nhíu mày, sau một khắc hắn nổi giận mắng thử bộc phát đi đại chu vương khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn lên trên đại chu vương nhìn về phía tô vũ ánh mắt mờ mịt tô vũ cả giận quát nhẫn lại nhẫn này nhị không được nữa thì cũng phải nhị sao nhãn lại là vì để bộc phát tốt hơn không phải là một mực nhịn mãi một mực nhịn xuống thì chính là đồ đầu heo nhị không được vậy liền bộc phát Người am hiểu ẩn nhẫn nhưng mà ẩn nhẫn đến mấy thì cũng phải bộc phát thì mới có thu hoạch nếu không bộc phát thì khác gì cục đá ven đường ánh mắt đại chu vương lấp lóe nhẫn lại và bộc phát đó là hai hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt trong lúc mở nhẫn đạo lại phải bộc phát ư y không biết tô vũ nói đúng hay không nhưng lúc này y cũng cảm nhận được áp lực của tô vũ thậm chí hắn mơ hồ đã có khuynh hướng phải thiêu đốt thọ nguyên đại chu vương hít sâu một hơi y không thể hao phí thọ nguyên của tô vũ thêm nữa cứ lý giải như thế đi có lẽ ta thật sự đã nhẫn quá mức nhẫn lại là vì để bộc phát mạnh hơn lý giải như thế có đúng không y không biết nhưng y muốn thử sau một khắc đại chu vương vốn một mực bình tĩnh lại sôi trào sát khí tựa như thùng thuốc nổ bị nhen lửa ông ừ. y đang bạo tạc nhẫn đến cực hạn thì sẽ là cái gì bây giờ đại chu vương đang nói cho mọi người biết nhẫn lại đến cực hạn thì chính là bộc phát cực đại mang theo vẫn nộ sát ý vô tận tầm âm một chút xíu cuối cùng chưa được khai thông đã trực tiếp bị xông phá đại chu vương trận mắt cho phút chốc y đã lên thông hai đầu đại đạo âm ừ. giữa hai đầu đại đạo nước sông bắt đầu giao hội khí tức của đại chu vương lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà mạnh lên hai loại khí chất cực kỳ mâu thuẫn không ngừng chuyển đổi nhận nài bộc phát loại khí chất này liên hỏi chuyển đổi hệt như tinh thần phân liệt mà tô vũ thấy cảnh này thì nhẹ nhàng thở ra lão gia hỏa cuối cùng cũng thành công nếu còn khôn thành công thì tô vũ sẽ mặc kệ y hắn không có nhiều thọ nguyên để mà thiêu đốt nữa hắn cấp tốc rút đại ấn về nhảy lên thời không trường hà mà ở chỗ đại chu vương bây giờ dòng nước từ thời không trường hà cũng không còn chảy xuống bởi vì trong con đường mới mở kia đã rất đây quy tắc chỉ lực đến từ nhẫn nại đại đạo oanh một tiếng nổ vang thật lớn đại chu vương phá đạo phóng ra trong nháy mắt y xuất hiện trước mặt tô vũ ánh mắt đây phẫn nộ và xúc động muốn bộc phát khi tức của y cường đại hơn rất nhiều đi nhìn về phía tô vũ Đi của bây giờ và trước đó đã hoàn toàn khác biệt không còn là về khiêm tốn ẩn nhẫn nữa mà là biểu lộ tức giận bừng bừng phấn chấn bệ hạ đa tạ đẹp câu cảm tạ này sao giống như ta là kẻ thù giết cha ngươi vậy tô vũ cạn lời không thể làm gì khác hơn là nói, không có việc gì bệ hạ, ngài rất bất mãn sao. Đại Chu Vương trận mắt tròn xe, ta nói lời cảm tạ mà sao ngươi lại bất mãn như thế, oanh. Đại Chu Vương tỏa ra khí tức cường đại, tiến lên một bước. Trận mắt nhìn hắn, bệ hạ không tiếp thụ cảm tạ của ta. Để con mẹ ngươi, Tô Vũ biết Đại Chu Vương đang cố gắng thích ứng với đại đạo của mình, mối chút là lão tử không quen. Sau một khắc, Tô Vũ giơ tinh vũ ấn lên, trong nháy mắt đại ấn đã đập xuống, huy quyền đánh tới hướng đại chu vương đã sớm ngứa mắt ra hỏa nhà ngươi đây là do ngươi tự tìm nhé âm âm trong thời không trường hà lập tức bạo phát đại chiến tám 2980, người, kiếm cớ mang người đại chiến kéo đài bảy tám phút đợi đến khi đánh cho lão đồng từ thê trảm một trận xong tô vũ mới hừng một tiếng sửa sang lại quần áo lạnh lùng nói ra ngoài rứt lời hắn đạp không bay đi phía sau đại chu vương mặt mũi bầm dập cũng không bạo nộ nữa mà là khôi phục bộ dáng ẩn nhẫn cúi đầu tỏ vẻ đáng thương đi theo tô vũ ra ngoài thời không trường hà lại lần nữa bị xé nứt tô vũ bước ra đại chu vương cũng lập tức thao sao lam thiên sửng sốt nhìn đại chu vương rồi lại nhìn sang chỗ tô vũ sau đó lại nhìn đại chu vân nửa ngày sau y mới sợ hãi thốt lên ngươi ngươi làm sao thế bộ dạng bầm dập của đại chu vương là bị gì đây sau một khắc lam thiên không còn giữ dáng về tiểu nữ hài nữa trong nháy mắt y hóa thành một lão già họng hạnh nhìn về phía tô vũ nô tình mật ý nói vũ hoàng ca cao anh đấm ra một quyền tô vũ nổi giận rồi dưới tay ta không có ai bình thường sao đánh bay lam thiên song hắn lại quay đầu lường đại chu vương đại chu vương hết sức oan ức vội dơ hai tay thanh minh bệ hạ ta vừa mở đại đạo nên có hơi mất không chế còn y là cố ý chúng ta không giống nhau tô vũ hậm hực nhìn y chằm chằm vừa vặn giờ phút này vạ thiên thánh đang đi tới nhìn thấy tô vũ Ông vừa định mở miệng thì Tô Vũ đã cả giận quát. Lớn tuổi lắm sao? Anh Vũ bọn họ đã mười mấy vạn tuổi đều là dáng vẻ thanh niên, hồng mông mấy chục vạn tuổi cũng hóa thân thành người chê tuổi, tắc ngươi thì lớn lắm à. Làm ra cái dáng vẻ ra cỗi họng hẹn để ai xem thế, vạn thiên thánh lâm vào mở mịch, ta ta thế nào chứ, ta bảo chỉ bộ dạng này đã rất lâu rồi, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Người trong tuổi nên ta cũng chính là lão đầu tử mà, trong đại điện, những người khác vừa mới cảng ngộ xong xuôi, nghe thấy tiếng ôn ảo bên ngoài thì đều nhao nhao nghiêng tai lắng nghe thế nên một chàng mắng mỏ của tô vũ đều lọt hết vào tai mọi người dâu bạc tóc trắng thì trông tiêu sái lắm chắc làm ra vẻ như lão bất tử ấy rốt cuộc là muốn ai buồn nôn đây hả trong đại điện mệnh hoàng bất động thanh sắc mau chóng biến mái tóc bạn trắng của mình về thành màu đen tí là hiện tại tô vũ đang để tóc trắng nên không cho mọi người được để tóc trắng đúng không ghét bỏ lão đầu từ rồi sao mệnh hoàng trong nháy mắt hóa thành dáng vẻ trẻ trung một số vị hợp đạo vốn có dáng hình lớn tuổi giờ phút này đều lén lén hóa thân thành người trẻ tuổi nhất thời nơi đây đều là tuấn nam mỹ nữ tô vũ đang nổi bão vạn thiên thánh và lam thiên đều bị mắng đây chính là người thân tín của hắn mà còn thế vậy thì mọi người cũng nên khiêm tốn một chút mới được lúc này tốt nhất đừng làm náo động chờ tô vũ bước vào trong đại điện thì triệt để ngây người toàn bộ căn phòng lúc này nam thì anh tuấn nữ thì mỹ lệ giống như đều chỉ chừng 20 tuổi hại hắn cứ như đã lạc vào bữa tiệc của đám nhóc trai trai hắn nhìn qua đám mệnh hoàng những người này trước đó đều là dáng về già cỗi hong hen giờ phút này bỗng nhiên trẻ trung hẳn ra nhìn mà khiến tô vũ hơi khó chịu lại tưởng tượng tới lời mình vừa mới mắng vạn thiên thánh hắn thực sự cạn lời mà nói đám người này rảnh đến phát hoảng rồi chứ gì hắn hơi bất lực nhưng cũng lười nhiều lời mà là hỏi sang chuyện khác đại chu vương đã tấn cấp thiên vương thật đảng mừng vạn thự trưởng nay thì sao vạn thiên thánh hơi trột dạ ta vừa bị ngươi mắng một trận ngươi lại chuẩn bị tiếp tục mắng ta sao ông cấp tốc nói ta có thu hoạch rất lớn. Cho ta 10 ngày không? Ba ngày. Trong 3 ngày, ta sẽ tranh thủ có chiến lược thiên vương. Tô Vũ hơi ngoài ý muốn. Thật sự có thu hoạch à? Ba ngày. Cái thì quá tốt. Tô Vũ lại nhìn về phía Đại Tần Vương. Đại Tần Vương nghiêm mặt, lớn tiêu nói. Ta cũng cần 3 ngày. Ba ngày sau ta và A vô thần sẽ bước vào nhị đảng. Đừng tìm chúng ta gây phiền phức mà. Hình như Tô Vũ đang muốn kiếm cớ để mắng người. Tô Vũ hơi ngạc nhiên. Cũng thật là nhanh đây là có thu hoạch không nhỏ sao hắn lại nhìn về phía bánh nhân động trên khuôn mặt đầy lông của bánh nhân đậu lộ ra vẻ vô tội cái kia ta tiểu hỏa tử nhà ta là vĩnh hằng rồi y vội vàng giơ cục lông nhỏ ra trước mặt làm lá chắn về phần bản thân y thì cảm mộ không nhiều lắm chỉ sợ bước vào thiên vương sẽ còn thiếu một chút sau đó tô vũ quét mắt đến ai thì người đó liền vội vàng báo cáo tiến động tô vũ khẽ gật đầu hắn có phần ngoài ý muốn bởi vì ai nấy đều thu hoạch không tệ mà giờ khác này trong đám người thiên diệt bày ra vẻ mặt u oán Ngươi bảo qua ta. Ngươi mau nhìn ta đi. Sau một khắc, thấy Tô Vũ không hỏi. Hắn ta nổi giận, cắn răng cao giọng hô. Xong ba ngày, ta sẽ bước vào tứ đảng. Tô Vũ nhìn thiên diệt một cái, ngật gật đầu. Ta đã nhìn dai tứ đảng mà thôi. Không lẽ ta lại nhỉ không thấu ngươi hay sao? Thật là, thiên diệt thấy thế, tâm đều muốn lại, vội vàng nói. Ta muốn lên thượng giới. Tới đó ta dùng đại bồng đập chết mấy tên thì ta liền trở thành tam đảng. Ta muốn đi, Tô Vũ đã nói dưới tam đẳng thì sẽ phải ở lại canh nhà. Như vậy hắn không được đi. Thiên diệt đương nhiên không chịu. Hắn rất muốn lên thượng giới. Tô Vũ nhướng mày. Ngươi xác định, thiên diệt. Ngươi đã đánh nhiều trận như vậy hay là cứ đợi ở hạ giới đi. Ở đây ngươi chính là đỉnh phong. Ngươi đánh nhau thì cũng không thắng được. Dù bước vào tứ đẳng, ngươi đi lên thượng giới thì khả năng cao là sẽ toàn bị ăn đòn. Ngươi nhất định muốn bị đánh sao. Còn không bằng ở lại hạ giới thì hơn. Thiên diệt nhấn răng nhấn lợn, quá đâm tim rồi hắn lương tiêu nói ta muốn đi nhị không được tinh hồng vương bát đản kia đã mạnh hơn ta hiện tại đại Chu vương và vạn thiên thánh đều sắp bước vào hoặc là đã bước vào thiên vương hồng mông hình như cũng đã triệt để bước vào lĩnh vực này một khi hỏa vân hầu cũng thăng cấp thì dưới trướng của tô vũ sẽ có không ít thiên vương thiết diệt tự biết mình mà còn không mau đuổi theo thì thật sự là tới hít bụi cũng không có phần của hắn tô vũ nở nụ cười nói sau đi ba ngày sau ta sẽ công bố danh sách trong ba ngày tới mọi người hãy tự củng cố cảnh giới lần này quay lại đó. Chúng ta sẽ không phải là kẻ yếu nữa, Lam Thiên, Đại Chu Vương và Thiên Thánh và Hỏa Vân Hầu đều sắp tấn cấp, bánh nhân đậu có hơi đản, thôi được rồi, đần thì cũng là nhị đẳng đỉnh phong, mai ra còn có thêm những vị sắp bước vào nhị đẳng như Vân Thủy Hầu, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương lần này, thực lực của phe Tô Vũ đã mạnh hơn lần trước một bậc, còn có phi cầu nữa, Tô Vũ đang cân nhắc xem có nên mời nó đi hay không. Về phần nhà cũ của Văn Vương, nếu không được thì trước tiên cứ để nhân chủ ấn của hắn ở lại đó phối hợp với đại thụ trấn áp một đoạn thời gian thì vẫn có thể nếu cũng đem phỉ cầu lên thượng giới rồi lại tới thực thiết tộc tìm cự trúc hầu tô vũ tính toán một hỏi chiến lược sẽ mạnh hơn chuyến đi lần trước rất nhiều còn có đại minh vương nữa đại minh vương ở trong minh vương phủ đã thu hoạch không ít nhìn tình huống của ông thì có lẽ rất nhanh sẽ bước vào tam đẳng đến lúc báo hẳn cũng có tác dụng lớn về phần hỏng mông tạm thời không có cách nào mang vị này đến thượng giới được từ linh giới vực vẫn cần người trấn áp cho đến giờ phút này tô vũ mới có thêm tự tin cảm giác như nhân tài dưới trướng đông búc cư giả nhiều như mây còn cả bánh hấp nữa na đã có chiến lược hợp đạo tam đảng tô vũ đang cân nhắc xem có nên mang nàng theo hay không một nhà ba cục lông này vẫn luôn ra tay giúp đấu mình mang họ theo thì có lẽ họ sẽ có thêm thu hoạch từng suy nghĩ hiển hiện rất nhanh tô vũ mở miệng ba ngày sau ta sẽ công bố danh sách năm ngày nữa cùng lên thượng giới đến lúc đó cách lúc hắn biến mất cũng sắp tròn 10 ngày không biết trong người này qua, thường rơi có biến cố gì lớn hay không,